Trong rừng sâu, có một đội quân đang truy bắt người Neanthan, nhưng người Neanthan xuất quỷ nhập thần, sức mạnh và tốc độ nhanh gấp 10 lần người thường. Binh lính không nhìn thấy dáng vẻ của người Neanthan đó thì đã bị hạ gục liên tiếp. Đội trưởng nhanh chóng đốt pháo tín hiệu để xin cứu viện. Ngay lúc này, nguy hiểm đang ở ngay sau anh ta. Người Neanthan chân bước qua đống lửa, đi đến chỗ đội trưởng. Hắn ta mạnh mẽ hơn người thường, móng tay nhọn hoắt, con ngươi mắt màu xanh. Người đội trưởng đang sợ hãi vì còn ngon nghẻ mà đã phải lên gặp ông bà. Đột nhiên ở phía sau hàng trăm mũi tên bắn đến, quân cứu viện đã đến. Đội trưởng chưa bị tên Neanthan kia thịt thì đã bị quân mình bắn trúng vào chân. Người Neanthan bắt đầu chạy trốn, đám người Atherdo ở phía sau truy đuổi giáo giết. Người Atherdo vì sao phải cố giết bằng được người Neanthan đó chứ? Hóa ra mấy tháng trước, người Atherdo đến đàm phán với người Neanthan. Họ muốn đến lãnh thổ của người Neanthan để trồng trọt và liên thủ xây dựng quốc gia. Nhưng người Neanthan đã từ chối và họ đã đánh giá thấp trí tuệ và sự hiểm ác của người Atherdo. Người Atherdo vào dịp lễ trăng lưỡi liềm giả vờ mang một lượng lớn vải vóc đến để biểu thị thành ý. Và trong số vải vóc này có mang mầm bệnh truyền nhiễm. Người Atherdo biết chiến đấu trực diện sẽ không thắng được, do đó lợi dụng mầm bệnh để tiêu diệt người Neanthan. Asahon, nữ sứ giả đi dâng lễ vật không hề hay biết âm mưu này. Cái đêm cô vừa mới dâng lễ vật xong thì phát hiện một người Neanthan ôm một sấp vải mà cô mang đến rồi chúng độc chết. Bên cạnh còn có một đứa bé, những người Neanthan không biết chuyện gì đang tụ tập mừng ngày lễ. Lúc này ở trên núi đội quân người Atherdo liên tục bắn hỏa tiễn xuống. Lửa từ trên trời bắn xuống cộng thêm trên người họ có bệnh. Tộc người Neanthan mạnh mẽ nhanh chóng bị tiêu diệt. Và tất cả những âm mưu này đều do một thiếu niên tên Targon bày ra. Targon, cha của Targon rất tự hào về cậu. Thủ lĩnh người Atherdo là San Ung đã ra lệnh truy cùng diệt tận những người Neanthan còn sống. Còn Asahon dù không biết nhưng vẫn cảm thấy tự trách mình, cô quyết định ở lại bảo vệ họ. Chớp mắt đã mấy năm trôi qua, Asahon và người Neanthan là Ragas yêu nhau và sinh ra hai đứa con. Một hôm cô đang ôm con ngủ thì mơ một giấc mơ kỳ quái. Trong mơ có một cậu bé tóc xoắn nói với cô, đứa con mà cô đang ôm là tai họa, nhất định phải vứt đi. Nhưng người làm mẹ sao có thể vứt bỏ con của mình? Cậu bé đó nói thế thì ta sẽ mang cha của nó đi. Asahon chợt bừng tỉnh, may mà đứa con vẫn còn đó. Lúc này có một đứa bé đến báo tin, nói Ragas đang bị người Atherdo truy đuổi. Xem ra lời dự báo của cậu bé trong giấc mơ lúc nãy là đúng rồi. Cô vội vàng chạy đi ứng cứu cho chồng, còn Ragas lúc này đã đặt đứa con lớn trong một bụi cỏ. Sau đó từ từ đi ra chuẩn bị quyết chiến một trận sống còn. Ở đây có đến mười mấy tên lính đang đợi anh. Ragas di chuyển trên các thân cây né tránh được những mũi tên. Mười mấy tên lính xông lên, nhưng không có ai là đối thủ của anh. Ragas là người Neanthan với năng lực mạnh mẽ gấp 10 lần so với người thường. Lúc này có một tên lính đánh lén phía sau, dùng dây xích trói anh ta lại. Tên tướng quân thử thắng xông lên xiên anh một nhát. Nhưng Ragas vẫn phản công lại và giết được một tên rồi nhấc bổng tên đội trưởng lên như bố nhấc con. Nhưng bỗng một mũi tên bắn đến xuyên qua cổ Ragas. Đám binh lính thấy thế xông lên chém tới tấp vào người anh. Ragas thoi thóp, anh nguyền rủa đám người Atherdo. Anh nói hôm qua mình đã mơ thấy ngày tàn của bọn họ, cuối cùng bọn họ sẽ chém giết lẫn nhau. Đám binh lính nhìn thấy Ragas đã chốt thì thở phào nhẹ nhõm. Tên tướng quân hiếu kỳ mũi tên đó là ai bắn ra, Targon lên tiếng là mình bắn. Targon bước đến đám binh lính quỳ xuống, chính là Targon con trai của thủ lĩnh Sang Ung. Xem ra Targon không chỉ có trí tuệ hơn người, mà đánh trận cũng rất giỏi. Targon sau khi làm nghi lễ tiễn đưa binh lính qua đời, thì dẫn thuộc hạ đi lùng sục. Targon tìm thấy một đứa bé là chủng tộc hỗn hợp giữa Atherdo và người Neanthan, gọi là một Igutu. Igutu không chỉ có sức mạnh của người Neanthan, còn có trí tuệ của con người. Một khi lớn lên sẽ trở thành tai họa không thể chống lại cho con người. Đám thuộc hạ muốn diệt cỏ tận gốc nhưng Targon lại ra tay giết chết bọn chúng. Tất cả mọi người đều không biết Targon thực ra cũng là một Igutu. Lúc này Asahon đang trốn ở bụi cây gần đó. Nhìn thấy Targon người đã bảo vệ cho con trai lớn của mình rời đi, cô cũng không dám đuổi theo. Ragas cũng bị bọn chúng tiễn về thiên đàng cùng Gugui, cho dù con trai là tai họa. Là người mẹ, cô thề chết cũng phải bảo vệ đứa con đáng thương của mình. Cô quyết định trèo đèo băng rừng chạy trốn khỏi vùng đất đó. Cô đến vách núi ở phía cực bắc. Con trai Unseo cũng đã 10 tuổi rồi. Một hôm Unseo như thường lệ đi tìm lối ra ngoài động, bỗng nhiên cậu trượt chân ngã xuống vách núi. May mà cậu bám vào vách núi nên không bị gì cả. Nhưng chính vì sự bất ngờ đó khiến cậu phát hiện lối ra ở phía dưới. Cậu vội vàng chạy về nói với mẹ, còn đem cục muối mà cậu nhặt được ở phía dưới đưa cho mẹ xem. Asahon cắn một miếng, thực sự có vị mặn. Hai mẹ con liền lên đường xuống núi, xuyên qua lối đi chật hẹp, cuối cùng đã đến đặt chân được vùng đất mới. Vác núi cao vạn trượng ở phía sau là nơi họ đã sống 10 năm trời. Nhưng Asahon không chút lưu luyến, dẫn con trai đi về phía trước. Nhưng mặt đất quá nóng lên chân của Unseo bị bỏng. Asahon cõng cậu tiếp tục lên đường, Unseo lấy làm lạ hỏi sao chân mẹ không đau. Đi được rất lâu sức của Asahon dần không chịu được nữa, hai mắt mở đi. Họ vẫn đi đến tận đêm khuya nhưng không thấy bóng dáng ai. Cô cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngất đi. Unseo cởi giày của mẹ ra thì thấy chân của mẹ đã bị bỏng nặng. Chỉ là cô vẫn không lên tiếng mà chịu đựng. Unseo vội vàng đi hái lá thuốc, dùng đá đập nát để trị thương cho mẹ mình. Bỗng nhiên phía ở sau lưng chuyển đến âm thanh lạ là một đàn sói. Unseo rất là sợ, đàn sói chạy nhanh về phía mẹ cậu đang nằm. Ánh mắt Unseo hiện ra sắc tím,
trong thoáng chốc đã chạy đến trước mẹ chặn đàn sói lại. Tiềm năng của một Igutu trong người cậu đã xuất hiện. Lúc này ở trong rừng con sói đầu đàn đi ra, Unseld không hề sợ hãi, con sói đầu đàn xông về phía cậu. Bỗng có vài mũi tên bắn đến khiến đàn sói sợ bỏ chạy, hóa ra đó chính là người Iac. Bọn họ quây quanh hai mẹ con Unseld, Asa Hon dần tỉnh dậy nhưng cô cảm thấy rất là kỳ quái. Cảnh tượng này giống y như đúc cơn ác mộng mà cô thấy 10 năm trước. Cô nhớ lại người đã xuất hiện trong giấc mơ của mình, đó không phải là con trai cô sao? Cô chợt hiểu ra rằng, đứa bé báo mộng năm đó chính là Unseld bây giờ. Cô đã bị con trai ở tương lai lợi dụng, cô tức giận chất vấn con trai. Nhưng rõ ràng là Unseld không biết chuyện gì, cậu sợ hãi cứ liên tục gọi mẹ. Asa Hon nhìn con trai, không biết nên hận hay là đau lòng. Cô nói với con vài câu rồi cứ thế mà qua đời. Unseld, cứ liên tục gọi mẹ mình. Unseld đang nằm mơ, mấy người trong làng hiếu kỳ vây quanh lại nhìn anh. Trường tộc bộ tộc Wahan là Jeon Son đến hỏi Unseld có thật sự đang nằm mơ không. Hóa ra thời xa xưa con người không biết nằm mơ, chỉ có Tanya mới có tư cách luyện tập nằm mơ. Do đó dân làng đều cho rằng Unseld đã ăn cắp giấc mơ của Tanya. Unseld hạn hán lời với người dân, anh nói mình sinh ra đã biết nằm mơ nhưng không có ai tin cả. Lúc này lại có một người bước vào tố cáo Unseld ăn cắp ngựa. Con ngựa hoang này vốn là dân làng đi săn bắt được, chuẩn bị giết thịt ăn. Unseld cũng thừa nhận là anh trộm, nhưng anh không phải muốn ăn thịt nó mà là muốn cưỡi. Và nói mình chỉ muốn học cưỡi ngựa nên mới ăn trộm. Ai nấy cũng sững sờ, cưỡi ngựa nghĩa là gì cơ chứ? Người Wahan cho rằng cách dùng duy nhất của ngựa chính là lấy thịt. Unseld giải thích cả buổi là ngựa có thể cưỡi được, anh hết lời giải thích. Dân làng lại bắt đầu chế nhạo anh. Dân làng vẫn cứ nghĩ là ngựa không thể cưỡi. Búc xe lại đứng ra nói, tôi đã nói là đầu óc cậu ta có vấn đề. Khi nhà tôi không có đủ ngô để ăn, cậu ta lại đem nó đi chôn dưới đất. Còn nói sẽ mọc lên cây mới. Mọi người nghĩ cậu là tên điên nên đều muốn đuổi cậu đi. Vẫn là trưởng làng khôn ngoan hơn, quyết định cho anh thử cưỡi ngựa. Nếu trong kỳ trăng tròn không thành công thì anh thực sự sẽ bị đuổi ra khỏi làng. Nhưng Unseld cũng lần đầu tiên thử. Con ngựa không có hề phối hợp với anh, cởi dây ra thì lại sợ nó bỏ chạy. Tanya thì thỉnh thoảng lại đến thăm anh. Cô nói mình có thể giao tiếp với động vật, còn đặt tên cho con ngựa nữa chứ. Bất chấp Unseld ngăn cản, cô cắt dây thừng đi, con ngựa cuối cùng đã đứng lên nhưng thực sự không bỏ chạy. Unseld bắt đầu thử cưỡi ngựa nhưng hết lần này đến lần khác té ngã. Ở đằng xa có ba người cứ đứng nhìn rồi cười nhạo. Nhưng họ cũng hiếu kỳ, không có dây sao ngựa không bỏ chạy chứ. Chính lúc này Unseld đã cưỡi lên được ngựa, đám người đó sững sờ. Nhưng anh lại lần nữa bị hất xuống đất. Đám dân xem xong trò vui thì vội vàng trở về. Hôm nay có lễ hội, Unseld cũng chạy đến tham gia. Hôm nay là ngày trọng đại đối với Tanya. Tanya vẽ họa tiết cho Unseld. Nhìn thấy cô xinh đẹp như thế thì anh cũng không kiềm được muốn hôn một cái. Cô liền nói sẽ giết anh ngay lập tức. Trong lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ, thì phía bên kia là người dân thấy một đám xác chết. Vết thương trên thi thể vừa sắc lại vừa sâu. Nhưng họ chưa bao giờ thấy qua lại vũ khí nào sắc bén thế. Sau đó Unseld đi vào rừng cũng gặp chuyện tương tự như thế. Một chàng trai trong làng đang bị người khác truy sát. Cậu ta nói có người đến cướp đất. Đột nhiên một mũi tên bắn lên thân cây. Phía bên kia có một binh lính đang nhắm vào anh. Unseld chưa bao giờ nhìn thấy cung tên. Cậu cũng không biết ác ý của đối phương. Cho đến khi mũi tên bắn vào cổ cậu mới bắt đầu chạy trốn. Trên đường lại gặp một tên lính rồi bị chém một nhát. Hắn ta nhìn thấy máu trên cánh tay là màu tím mới phát hiện anh là một Igutu. Nhưng đã muộn mất rồi. Unseld bộc lộ ra sức mạnh giải quyết được hai tên lính. Unseld vội chạy về làng báo tin còn đem binh khí cướp được cho mọi người xem. Nhưng mọi người vẫn không tin lời anh. Anh nói sẽ đem người bị thương đó lại thì mọi người xem. Unseld chạy về chỗ đã gặp được người trong làng bị truy sát. Lúc này một đám lính đã đến đây, phát hiện hai tên lính được huấn luyện lại bị người Wahan giết chết. Trong làng lúc này, mọi người đang tụ họp để đuổi Unseld vì cậu đã nói dối họ quá nhiều. Nhưng chính lúc đó binh lính đã cưỡi ngựa đến làng. Dân làng ngớ cả người, hóa ra ngựa thực sự có thể cưỡi được. Có một đứa bé tò mò đi đến sờ một chút. Mu Wang, một kẻ già trẻ lớn bé không tha liềm cho cậu bé xanh cỏ. Dân làng bắt đầu hoảng sợ. Những đứa trẻ này bị nhốt ở trong lồng, ở bên ngoài lồng, cha mẹ chúng đang bị tàn sát. Những người dân làng không có khả năng chống trả bị bắt sống kéo đi. May mà dân làng đã đem bọn trẻ giấu đi. Nhưng Mu Wang cầm mũi tên châm lửa lên, kéo căng dây cung ngắm về phía lồng gỗ ở đằng xa. Không chút do dự mà bắn tên đi. Lồng gỗ nhanh chóng bốc lửa, hóa ra hắn ta đã sớm phát hiện đám trẻ đang trốn ở đó. Dân làng muốn liều chết phản kháng nhưng đám binh lính cực kỳ mạnh mẽ, họ nhanh chóng bị đàn áp. Dân làng bị xích lại với nhau, binh lính đối xử với họ như con vật, dùng roi đánh vào người thúc giục họ đi nhanh. Mọi người đều không phát hiện ra ở đây thiếu một người. Tanya vừa đi vừa nhìn lại phía sau, nhìn thấy trên vách núi có một bóng người đang cưỡi ngựa về phía họ. Mọi người bắt đầu nhận ra đó chính là Unseld. Chính là chàng trai Unseld suýt chút nữa đã bị dân làng đuổi đi. Anh đã học được cách cưỡi ngựa, đang lao như cơn gió đến cứu bọn họ, hy vọng một lần nữa lại được thắp sáng. Unseld nhảy xuống ngựa nhanh chóng hạ được một tên lính và liền cởi trói cho dân làng, ai nấy cũng đều bỏ chạy toán loạn. Unseld liền kéo Tanya lên ngựa định bỏ chạy. Giang cha cầm móc câu vung ra muốn làm ngựa ngã, không ngờ chú ngựa này là một con ngựa khác thường. Nó nhảy vọt lên cao bay qua đầu tên lính đó, liền đi câu một lần nữa, lần này thì đã móc trúng được Tanya.
Unseo vội xuống cứu Tanya nhưng cô ấy lại nói, mình là linh nữ của bộ tộc, phải ở lại để bảo vệ dân làng. Cô nói với Unseo hãy đi đi rồi tìm cách quay lại cứu mọi người sau. Tanya cũng ngày càng bị kéo xa đi. Unseo chỉ đành bỏ đi nhưng đám lính đâu dễ gì tha cho anh. Mubek đích thân cưỡi ngựa, nhanh chóng đuổi kịp Unseo. Hắn vung kiếm chém về phía Unseo thì cậu liền cúi xuống né tránh. Hắn định chém con ngựa của cậu, con ngựa quay đầu lại nhìn một cái, sau đó bắt đầu tăng tốc. Phút chốc con ngựa của Mubek bị bỏ lại phía sau. Ngựa của bọn lính không biết làm sao cũng không tăng tốc nữa. Mubek bỗng nhớ đến truyền thuyết về Mã Vương. Mã Vương có khí thế bá chủ, có thể khống chế tất cả ngựa trong thiên hạ. Và người cưỡi được Mã Vương cũng có thể chinh phục cả thiên hạ. Unseo đến bờ suối nghỉ ngơi một lát thì không ngờ Mubek đã đuổi theo đến. Anh liền lên ngựa tiếp tục chạy trốn. Mubek thu kiếm lại, bắt đầu bắn tên. Unseo may mắn né tránh được hết. Mubek dừng ngựa lại cầm mũi tên và muốn tất tay cho lần cuối để lấy mạng Unseo. Unseo đang chạy trốn thì con ngựa nổi máu chóa, quay đầu lại chiến đấu với Mubek. Mubek rút con hàng ra lao đến chuẩn bị chiến đấu. Trong khoảnh khắc hai bên chuẩn bị Innova nhau, con ngựa của Mubek lên cơn, hất Mubek xuống, chạy theo Unseo. Unseo quay trở lại làng, thấy mọi người đã thăng thiên hết. Cậu bé hôm qua còn nhảy múa, hôm nay đã xanh cỏ. Giờ không phải lúc để đau lòng, anh quyết tâm tìm chúng báo thù cho người dân và Tanya. Anh tìm trong đống đổ nát xem có thứ gì làm vũ khí được không. Bỗng tiếng khóc của một đứa trẻ thu hút sự chú ý của Unseo. Hóa ra đứa bé tên Doty trốn sau bụi cây nên mới thoát nạn. Doty nói đã chứng kiến cảnh cả dân làng bị tàn sát, cô bé nghĩ lại không ngừng khóc lóc. Cậu an ủi cô bé rồi cả hai lên đường đi cứu dân làng. Dân làng đã được đưa đến một cái hang, rồi được đưa lên thang. Dân làng thì vẫn khù khờ nghĩ rằng vách núi cao chim còn không bay qua được. Những tên này đã làm một cái thang lớn để đi xuống đàn áp họ. Nhìn cái thang cao lớn có thể tự di chuyển được cứ ngỡ là thang máy nhưng mà ở đây là máy chạy bằng cơm nhé các bạn. Mubek tập hợp binh lính dẫn gần 2.000 nô lệ vui vẻ khởi hành trở về. Không hề biết rằng có người muốn đến tìm hắn trả thù. Unseo lúc này đã đến vách núi, lao tới phang hai tên lính và hỏi tung tích của dân làng. Ngày hôm sau, chiếc thang lại được vận hành. Đám lính xếp hàng sẵn để ngành đón. Chúng hô hào đám nô lệ ra sức đẩy nhanh chiếc thang. Nhưng chúng không biết rằng Unseo đã núp sắp trên lưng Mã Vương. Cửa thang vừa mở Unseo đã nhanh chóng thúc ngựa chạy mất. Doty cũng theo Unseo đi tìm mẹ của mình. Mẹ của cô bé và dân làng đang ở bờ sông nghỉ ngơi. Mẹ của Doty thì gào khóc than vãn, không biết con gái mình sống chết ra sao. Unseo và Doty cũng đã đến bờ sông và quan sát bọn họ từ xa. Doty thấy mẹ của mình thì cầu xin Unseo cứu mẹ. Tanya thấy con ngựa bên bờ sông biết chắc Unseo đang ở gần đây và sẽ đến cứu bọn họ. Unseo quyết định sẽ tìm cơ hội để bắt tên thủ lĩnh trước, rồi sẽ giải cứu mọi người. Unseo đang trên đường thì đến một cánh đồng ngô. Người chủ cánh đồng đó nhìn thấy môi anh màu tím thì hét toáng lên nơi đây có Igutu. Unseo bắt lấy ông ta rồi tra hỏi Igutu là gì. Ông ta nói là tạp chủng do người Neanthan, quái vật và con người sinh ra. Anh không ngờ mình là con của quái vật, trong thoáng chốc cảm thấy suy sụp. Ông ta rút dao tính xiên anh một miếng thịt. Unseo né được rồi siết cổ ông ta đến tắt thở. Lúc này có một cô gái nghe tiếng chạy đến, nhưng cô ta không bài xích Igutu. Sau khi cô ta làm lễ tiễn đưa vong linh, thì nói với anh Neanthan không phải là quái vật. Ngược lại người Nian còn mạnh mẽ hơn con người. Cô ta còn tô son đỏ lên môi anh để anh che giấu thân phận Igutu và khuyên anh đừng vào thành của con người vì hễ thân phận bị bại lộ thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Unseo chỉ muốn báo thù, anh vẫn dẫn Doty vào thành tìm mọi người. Đám người Wahan bị đàn áp mấy ngày trời. Có một cậu bé bị bệnh, Wombun xin cởi trói để chăm sóc cho cậu bé. Mu Wang đi đến lắc người cậu bé kia, phát hiện thực sự bệnh rất nặng. Hắn ta cởi trói của cậu bé rồi đưa cậu ta đến gốc cây. Sau đó rút kiếm ra, cho cậu bé đi về nghỉ với ông bà luôn. Đối với đám quân A Thờ Đồ mà nói, nô lệ bị bệnh không hề có chút giá trị lợi dụng nào. Dân làng bị trói chân tay không phản kháng được, chỉ có thể ngồi than khóc. Đám lính phát hiện có một người phụ nữ cũng bị bệnh nặng. Dân làng cầu xin tha mạng cho bà ấy, bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Dân làng cứ van xin nài nỉ nhưng Mu Wang vốn chả quan tâm tới sống chết của nô lệ. Lúc này Tanya cắn ngón tay mình đến chảy máu, rồi bôi máu lên mắt, chính vào lúc sắp sửa bị giết. Một giọng nói cất lên, ta là Tanya của bộ tộc Wahan. Mu Wang ngớ người. Tanya vẫn tiếp tục nói, ta là tổ mẫu kế tiếp của tộc Wahan, ta kết nối với những linh hồn đã và sẽ thức tỉnh, ta là pháp sư của Wahan. Mu Wang hỏi cô, rốt cuộc là cô đang nói gì thế? Tanya bắt đầu nguyền rủa bọn họ. Ta nguyền rủa các người, những bức tường đá của các người sẽ sụp đổ, nhà của các người sẽ biến thành đống đổ nát. Mu Wang nhìn Tanya như con ả điên muốn tiến đến chém, cô liền nói kẻ đầu tiên động thủ với cô thì sẽ là người chết thảm nhất. Tanya tiếp tục nguyền rủa, người và gia đình các ngươi đều sẽ tiếp tục chết đi, những người mẹ còn sống thì sẽ ăn xác của chính con mình. Tanya nói ra những lời nguyền độc ác nhất mà cô có thể nghĩ ra. Đám lính nửa tin nửa ngờ, sợ hãi đến mức đứng đờ cả người ra. Chỉ có cho Jion mới có thể nhìn thấy phía sau Tanya có bóng con sói trắng đi ra. Một tên hét lên bảo đừng nghe lời nhảm nhí, hãy giết chúng đi nhưng không ai dám ra tay. Tagon nghe thấy điều đó liền bảo bọn chúng dừng tay. Anh ta không mê tín chỉ nghĩ là nên cẩn thận, đám binh lính chỉ đành nghe lệnh cho Tanya chăm sóc bà phù thủy sắp qua đời. Mu Wang muốn động thủ với cô thì cô liền nguyền rủa hắn ta.
Vào đêm trăng tròn thì tim của hắn sẽ bị người khác móc ra. Bà phù thủy thương thế quá nặng cũng không kiên trì được lâu. Trước khi chết, bà lại nhìn thấy bóng dáng sói trắng ở bên cạnh Tanya. Bà nói mình rất vui khi giao trách nhiệm bảo vệ bộ tộc lại cho cô. Ngày hôm sau họ đã đến nơi, thành trì Arthur đổ. Dân chúng chào đón đám lính chém người không ghê tay này là các anh hùng. Và cứu tinh của họ đang đứng xem lẫn trong đám đông âm thầm quan sát. Unseld phải phát huy sự mạnh của Igutu để bắt cóc Sangung, thủ lĩnh của liên minh Arthur đổ, để đổi lấy sự an toàn cho Tanya và người trong bộ tộc. Unseld bôi bùn đất lên cơ thể hóa trang để đi bắt tên thủ lĩnh của Arthur đổ. Anh lao ngựa đến con đường mà ông ta phải đi qua, nhẹ nhàng giải quyết hai tên thị vệ. Sangung lúc này đang bị bao vây, Unseld giả vờ là binh lính đến giải cứu thủ lĩnh và lừa được ông ta lên ngựa. Nhưng cho đến chiều tối, không ai nhìn thấy bóng dáng của Sangung đâu. Bọn chúng lúc này mới thổi còi báo hiệu, cả thành rơi vào hoảng loạn. Lúc này cửa sổ trên tòa lầu cao nhất bỗng mở ra. Đó chính là Unseld đang bắt giữ Sangung. Anh hét lớn yêu cầu bọn chúng giao người của bộ tộc Wahan ra, nếu không sẽ giết chết ông ta. Binh lính nhanh chóng dẫn tất cả nô lệ người Wahan ra. Lúc này con trai của Sangung là Tagon đến. Anh ta nói là bỏ hết vũ khí xuống để lên đàm phán với Unseld. Tagon từ từ lên lầu, đẩy cửa bước vào nhưng ánh mắt anh ta toàn là sát khí. Anh ta chạy như bay đến bên cạnh Sangung, một nhát dao đâm chết cha của mình. Hóa ra quan hệ giữa hai cha mẹ vốn không tốt. Lần này Sangung chết rồi, Tagon không chỉ có thể nắm được quyền, còn có thể đổ hết trách nhiệm lên cho Unseld. Unseld đánh không lại nên đành bỏ chạy, Tagon cõng thi thể cha ra ngoài, giả vờ than khóc. Dân chúng đều cho rằng chính Unseld đã giết chết thủ lĩnh. Unseld không chỉ không thể cứu người mình ra, mà còn khiến bộ tộc Wahan bị họ đánh đập. Có người bị đánh sang đến bên kia thế giới. Unseld rất hối hận vì hành động lỗ mãng của mình, nhưng anh cũng phát hiện ra một bí mật lớn. Lúc nãy khi đánh nhau anh đã làm Tagon bị thương, và máu của Tagon chảy ra cũng là màu tím. Điều này nói rõ Tagon cũng giống như mình, cũng là một Igutu mà loài người căm ghét. Lúc này Tagon cũng đang lo lắng vết thương của mình có bị ai phát hiện không. Nếu như bị phát hiện là Igutu, thì con người nhất định sẽ truy cùng diệt tận anh ta. Unseld tìm đến Tê An Ha, người tình của Tagon bảo hắn không được làm hại người Wahan dù là một móng tay. Nếu không sẽ đem bí mật của Tagon công bố cho toàn dân thiên hạ, điều mà Tagon lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Anh ta bây giờ chỉ có thể làm theo lời của Unseld. Nhưng các binh lính không biết sự tình, đang chuẩn bị đi giết hết đám người Wahan theo lệnh mà Tagon đưa ra trước đó. Lúc này đám người tộc Wahan đang bị giam trong nhà lao, mấy tên lính nói với họ. Ngày mai các người sẽ bị chém đầu thị chúng. Mọi người rất tuyệt vọng, một người còn oán trách Tanya và Unseld vì hai người mà họ mới rơi vào cảnh này. Tanya nói mình là một ngôi sao xấu, không thể bảo vệ bộ tộc, mọi người đều sợ hãi mà khóc lên. Tộc trưởng nói chúng ta chết cũng phải chết có khí chí. Ngày mai trước khi bị chém, chúng ta phải giết chết lẫn nhau. Ở bên ngoài binh lính đã chuẩn bị sẵn, đang chuẩn bị đi đến pháp trường. Gumbun không muốn bị bọn lính chém chết. Ông ta yêu cầu do Onji giết chết mình đi nhưng do Onji không nỡ ra tay. Mọi người yêu cầu tộc trưởng ra lệnh cho họ thì họ mới dám giết lẫn nhau. Tộc trưởng nhìn thấy mọi người đều đã chờ đợi mệnh lệnh của mình thì ông ta cũng đành cố đưa ra lệnh. Bây giờ tất cả mọi người đem người bên cạnh mình. Nhưng ông nói mình không thể làm được. Tộc trưởng cả đời đều phải ra quyết định nhưng lần này ông ta làm không được. Mọi người đều không biết rằng Unseld, người mà bọn họ ngày đêm nghi ngờ, đang tìm mọi cách để cứu họ ra. Unseld hẹn gặp Tagon bảo anh ta không được làm hại người tộc mình, nếu không sẽ đem thân thế của Tagon công bố thiên hạ. Tagon đến địa lao tra hỏi ở đây có ai hiểu về Unseld không. Tanya lén cầm mảnh đá nhọn ở trong tay, chủ động đứng lên đi theo Tagon. Tagon hỏi những chuyện liên quan về Unseld. Tanya không hề để vào tai mà cô đang nhìn chằm chằm vào cổ họng, chỉ muốn giết chết anh ta. Nhưng Tagon là một Igutu, dễ gì mà bị hành thích cơ chứ. Tanya hành thích thất bại cứ nghĩ mình sẽ bị giết chết. Không ngờ Tagon không những không giết cô mà còn nói thẳng là mình không chỉ không làm hại họ mà còn bảo vệ người dân của Wahan không bị tổn thương. Tanya hiểu được là do Unseld đang bảo vệ họ. Lần này mọi người được giữ lại một mạng, ai nấy cũng đều vui mừng. Nhưng bất ngờ lại lần nữa xảy ra, bọn họ bị người của tộc Winsan chuyển đến nhà tù khác. Tộc Winsan là tộc mà đến thủ lĩnh cũng không dám động vào. Người Winsan đang ở quảng trường tuyên bố nếu Unseld không ra đầu thú thì đêm nay sẽ chém chết tộc người Wahan. Lần này Tagon lo lắng rồi, anh ta trực tiếp dẫn quân của mình xông vào thánh điện tộc Winsan. Thượng tế của tộc Winsan nhìn thấy không cản nổi quân đội của Tagon nên đã tắt hết đèn trong đại điện. Đây đúng là làm lợi cho đám người Wahan, họ nhân cơ hội đó đã bỏ trốn. Có người thì chạy trốn được ra ngoài thành, còn Tanya chạy một lúc thì đến được đỉnh lầu. Nơi đây cô đã gặp một người Igutu khác, và người này giống như hệt như Unseld. Sáng hôm sau, Gian Bai Ốc, con trai thứ hai của Sang-ung, anh ta rất thận trọng. Trước khi ăn cơm thì lấy cơm giải cho gà ăn trước xem có độc không. Gà ăn xong không có gì thì anh ta mới ăn. Khi ăn cơm xong chuẩn bị về nhà, có một cô gái đi ngang qua và nhét vào tay anh ta một cái bình. Bên trên ghi là người mới bị hạ độc, đây là thuốc giải. Gian Bai Ốc vốn không tin, lúc nãy trước khi ăn đã cho đàn gà thử rồi, sao có thể chúng độc được. Anh ta định vứt thuốc giải đi, nhưng nghĩ lại vẫn nên cẩn thận thì hơn. Gian Bai Ốc liền quay trở lại quán ăn, không ngờ rằng đàn gà thực sự đã trúng độc mà chết. Gian Bai Ốc nghĩ là lần này có quý nhân giúp đỡ đã cho anh ta thuốc giải, nếu không thì có lẽ đã mất mạng rồi. Uống thuốc giải xong, Gian Bai Ốc cảm thấy toàn thân thoải mái hơn nhiều, nhưng đột nhiên chảy máu mũi. Lúc đầu còn nghĩ không có gì,
có lẽ là thuốc giải chưa có tác dụng, nhưng nói một lúc thì phun ra một ngụm máu. Anh ta có lẽ đến lúc chết cũng không biết là trong cơm đó không hề có độc, mà lọ thuốc giải kia mới thực sự là thuốc độc. Đàng gà là do sau khi anh rời đi mới bị người khác giết chết, và kẻ làm ra tất cả chuyện này thực ra là Saja, một người trông có vẻ yếu đuối. Anh hại chết Gian Bai Ốc, đồng minh của Tê An Ha là vì muốn trả thù Tê An Ha. Từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày anh đều bị nhốt ở trong phòng. Một ngày nọ, Saja đã hẹn với người yêu sẽ bỏ trốn khỏi nơi này, anh còn đem chiếc vòng bạc tặng cho người yêu. Nhưng sắp đến giờ hẹn thì vừa đúng lúc Tê An Ha đến thăm. Tê An Ha vừa quan tâm hỏi thăm anh, ở trong phòng mãi có thấy buồn chán không, cô gái nô lệ kia không đến sao? Saja nói là có lẽ giờ này cô ấy đã ngủ rồi. Tê An Ha nói vậy sao? Sau đó thì cầm lấy tay anh và đeo vào tay anh một chiếc vòng đầy máu. Hóa ra Tê An Ha đã phát hiện ra anh muốn cùng tỷ nữ bỏ trốn. Hôm nay cuối cùng Saja đã có thể trả đũa lại cô ta. Tê An Ha lại đưa cho anh một nô tỳ mới, đó chính là Tania của bộ tộc Wahan. Bên ngoài một chàng trai nhìn có vẻ giống như Ưn Seo đang bị trói chân tay lại. Anh ta đang bị treo trên mộ chảo dầu lớn. Anh ta sợ hãi kêu la thảm thiết nhưng Tagon phất tay một cái, Mu Quang độc ác cắt đứt sợi dây, chàng trai rơi xuống chảo dầu. Tiếng kêu la vang lên một lúc rồi im bặt, trên quảng trường dân chúng đều hoan hô. Nhưng người bị giết chết đó vốn không phải là Ưn Seo, chỉ là một nô lệ có vóc dáng tương tự như anh. Anh ta bị binh lính cắt lưỡi rồi hóa trang thành Ưn Seo nhằm bị mọi người là Ưn Seo đã chết. Còn Ưn Seo thực sự không hề bị bắt, mà anh đang trốn ở một nông trại để dưỡng thương. Gian Xe và Bun Xe thoát ra được cũng đã tìm được Ưn Seo. Họ chuẩn bị cùng nhau xuất phát đi cứu Tania và những người khác. Tania vừa nghe nói Ưn Seo đã chết, liền nổi giận nhảy bổ vào Saja. Cô cho rằng nơi này không có ai là người tốt. Người phụ nữ chạy vào cứu Saja rồi đánh cho Tania một trận. Tania một mình ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm. Bây giờ không phải lúc yếu đuối, cô nhất định phải báo thủ cho Ưn Seo và bộ tộc mình. Cô giả vờ khuất phục, quỳ xuống trước Saja nói rằng: "Chủ nhân, xin hãy thừa nhận tôi làm nô lệ. Sau này tuyệt đối chỉ trung thành với chủ nhân." Nhưng trong lòng cô lại đang thầm nói những lời ngược lại. "Ta là Tania của bộ tộc Wahan. Ta nguyền rủa ngươi cả đời này sẽ là nô lệ của ta." Tiếp theo là Tania sẽ lấy sự tín nhiệm từ Saja. Cô thấy Saja mỗi ngày đều ở trong nhà buồn bã, thường nhìn những chú chim ở ngoài cửa đến ngẩn ngơ. Tania biết rằng anh ta rất ghét chim, vì chim không bị trói buộc. Saja vì thân phận đặc biệt nên không thể ra ngoài tự do được. Tania lén dẫn anh ta ra ngoài, còn dùng đồ mà mình tự chế để bắt chim. Tania cũng có tài năng, bách phát bách trúng. Saja gương mặt hâm mộ, Tania còn dạy anh ta cách dùng. Lúc mới đầu tay chân Saja còn vụng về, Tania nhẫn nại chỉ dẫn cho anh. Saja càng đánh càng chuẩn, càng đánh càng mê, Tania bất giác cũng cảm thấy vui lây. Hai người đem chim bắn được đi nướng thịt. Saja lần đầu tiên ăn thịt nướng, anh cảm thấy rất là ngon. Tania nhân lúc đó đã tìm hiểu được nhiều thông tin từ chỗ Saja. Cô phát hiện Saja là một người học nhiều hiểu rộng. Hóa ra Saja cả ngày bị nhốt trong phòng nên đã đọc hết tất cả các sách. Tania dần dần hiểu được ở đây người nào có quyền lực nhất, người nào mới là kẻ xấu, người nào mới thực sự là kẻ thù. Mấy người nô lệ này sắp bị đưa đi bán, họ đang ngồi nghỉ ở ven đường. Ti đi phát hiện có người dùng đá ném mình, anh quay đầu lại nhìn rồi liền nói với Monty là họ đã được cứu rồi. Lúc này đoàn người tiếp tục lên đường. Monty giả vờ đau bụng rồi nằm lăn lộn ra đất. Bọn lính cũng hết cách chỉ đành để anh lại một mình ở lại. Ưn Seo và Gian Xe mai phục ở phía trước để cứu người. Không ngờ ở phía sau đột nhiên có tấm lưới phủ lên người họ. Hai người bị bắt trói lại rồi dẫn đến chỗ đội trưởng. Ưn Seo lấy làm lạ, bọn chúng vì sao lại biết anh mai phục ở đây? Hóa ra là Monty bán đứng hai người. Bởi vì lúc trước khi Gian Xe chạy trốn đã không dẫn theo Monty đi, nên hắn ghi hận trong lòng. Gian Xe nói vì thế nên giờ quay lại cứu anh đây. Monty nói, do anh đã phản bội tôi trước và giờ chính là hậu quả. Đám quân Arthur đồ rất vui mừng vì có thêm được hai nô lệ, lại kiếm thêm được mớ tiền. Monty ngây thơ vẫn nghĩ là mình sẽ được thả ra nhưng bọn lính không hề giữ lời hứa. Anh ta rất giận dữ, muốn vùng dậy bỏ chạy. Những người khác bị bán cho bọn buôn nô lệ, Ưn Seo bị trói ở phía cuối. Ba người bởi vì lén nói chuyện nên đã bị đánh một trận. Ưn Seo cũng bị đánh chảy máu. Một tên phát hiện máu của anh màu tím liền đến báo với tên thủ lĩnh có người Igutu. Nô lệ vừa mới mua về nên hắn cũng không muốn giết. Hắn ta ra lệnh đánh Ưn Seo đến nhiều người để anh không thể nào làm gì được. Sau đó thì trói hai tay Ưn Seo lại, dùng ngựa kéo đi. Buổi tối đám buôn nô lệ đốt lửa uống rượu ăn thịt. Đám nô lệ vừa đói vừa khát có một người lên tiếng xin chút đồ ăn. Nếu không có đồ ăn thì cho chút nước cũng được. Tên thủ lĩnh đứng dậy đến chỗ Ưn Seo bắt đầu làm khó dễ anh. Bảo anh nếu thừa nhận mình là đồ tạp chủng thì hắn cho mọi người uống nước ăn cơm. Ưn Seo không nói gì, hắn lại bảo thuộc hạ đánh anh một trận. Tên thủ lĩnh quay lại nói với đám người nô lệ, các người là động vật còn hắn ta tạp chủng, còn thua cả loài vật. Bây giờ chỉ cần các người thừa nhận mình là động vật thì ta sẽ cho nước uống. Đám người nô lệ không ai lên tiếng. Hắn ta lại nói, nghe nói một người ba ngày không uống thì sẽ hẹo. Xem các người chịu được bao lâu. Tối hôm sau, tên thủ lĩnh lại đến gây hấn với Ưn Seo. Anh nhìn hắn rồi tặng cho hắn tệp đính kèm là một bãi nước bọt. Kết quả là đương nhiên anh lại bị đánh một trận. Lúc này có một người không thể chịu đựng nổi. Anh ta vì muốn uống nước nên nói mình là một con vật. Tên thủ lĩnh múc ra một gáo nước tạt lên mặt anh ta.
còn quỳ xuống đất liếm nước trên đất. Lòng tự tôn của mọi người cuối cùng bị phá vỡ. Tôi là loài vật, tôi là dã nhân. Rồi lần lượt quỳ xuống đất uống nước, Tidy cũng nhịn không được muốn đi qua thì bị DAE ngăn cản lại. Nếu cả hai chúng ta cũng bị khuất phục thì Unseo sẽ ra sao? Teo DAE đói khát đến cực điểm rồi nhưng vẫn cố nhịn đi. Trên đường đi anh ta cứ nhìn chằm chằm Unseo. Anh ta cho rằng mình không uống được nước đều là do Unseo mà ra. Trong đêm mọi người đang ngủ say, Teo DAE với khuôn mặt co rúm đến chỗ Unseo ngồi, trong tay cầm cọc gỗ đã mài nhọn. Anh ta nói, cậu không thể khuất phục lũ khốn đó được sao? Hại chúng tôi không có nước uống, tôi sắp sửa hẹp tới nơi rồi. Cậu thừa nhận với bọn chúng mình là đồ tạp chủng thì khó đến thế sao? Unseo nói, anh muốn nói như vậy thì cứ nói đi, tôi bây giờ không còn gì cả, chỉ còn mỗi cái tên. Teo DAE nói, cậu ngốc lắm rồi, anh ta bỗng cười lên với gương mặt đau khổ, hay lắm, thằng khốn kiêu ngạo. Teo DAE từ từ đứng dậy, anh cầm cọ gỗ tự kết liễu mạng sống mình. Unseo bị máu văng đầy mặt, anh sợ hãi. Anh không ngờ rằng sự kiên cường của mình cũng hại chết người. Mấy ngày sau họ được đưa đến mỏ đá quý để làm việc. Gian Xe là người phiên dịch cho bọn cai quản. Unseo thì bị đưa xuống dưới mỏ sâu không thấy mặt trời làm việc. Anh cố ý bắt mình phải chịu cực khổ để không phải nhớ đến cảnh chết thảm của Teo DAE. Trong cái mỏ nơi Unseo làm có 8 người, họ đều ăn uống ngủ nghỉ ở đây, không có ai được ra ngoài. Mỗi ngày trước khi ăn cơm đều phải xúc đủ số lượng, xúc không đầy thì không có cơm ăn. Hôm nay bởi vì Saturnic bị ngã mấy lần nên không kịp thời xúc đầy chậu, buổi trưa không có cơm ăn. Bọn họ trách móc Saturnic sức khỏe yếu đuối nên liên lụy mọi người, cũng trách móc Unseo lại không làm nhiều hơn chút. Unseo không bao giờ nói gì, chỉ biết cúi đầu làm việc. Mỗi tối anh đều thấy ác mộng, anh hoàn toàn mất đi ý chí. Cho đến một hôm, Saturnic bị bệnh rất nặng, không thể nào làm được. Mọi người quyết định sẽ giết chết cậu ta, như vậy ở trên sẽ đưa người khác xuống, như thế mới hoàn thành nhiệm vụ. Họ bắt Unseo làm điều đó nhưng anh không thể nào mà xuống tay được. Niềm tin trong anh không hề mất đi. Badoru còn muốn tiếp tục ức hiếp Unseo, không ngờ lại bị đánh một cú ngã gục. Unseo nói thay vì mọi người tàn sát lẫn nhau, chi bằng thử tìm cách trốn ra. Mọi người nghe nói anh có cách trốn ra ngoài thì kích động đến khóc lên. Cho dù có chết đi thì họ cũng muốn thử một lần. Trong mỏ đá quý có một căn hầm, có 8 mạng người. Bọn họ làm việc ngày đêm, nếu lúc tên thủ lĩnh tâm trạng không tốt thì sẽ không cho họ ăn cơm. Họ thực sự không thể nhịn nổi, cuối cùng cũng đã bãi công. Tên thủ lĩnh thấy họ 3 ngày rồi không có làm việc cũng không ăn cơm. Hắn ta ở trên hét xuống cả buổi mà không có ai trả lời. Hắn sợ xảy ra chuyện gì, có người cho rằng họ đã mắc bệnh truyền nhiễm nên sớm hẹo cả rồi. Mọi người ở dưới cũng rất vui bởi vì tên thủ lĩnh đã bắt đầu mắc bẫy, nhưng Saturnic bệnh quá nặng nên không chịu đựng được lâu. Cậu nói nếu như tên thủ lĩnh nhảy xuống thấy mọi người giả chết, nhất định sẽ dùng kiếm đâm vào cơ thể mọi người. Đến lúc đó mọi người hãy đặt anh ở vị trí đầu tiên, nói xong thì tắt thở. Mọi người quyết định nếu có thể thoát ra ngoài thì nhất định sẽ giúp cậu hoàn thành tâm nguyện. Ngày hôm sau, tên thủ lĩnh bịt miệng lại rồi tự mình đi xuống kiểm tra. Sau khi xuống đến nơi thì nhìn quanh không thấy ai. Hắn đến nơi bọn họ nằm ngủ để xem thử thì thấy mọi người nằm la liệt. Hắn quả nhiên cầm kiếm đâm vào Saturnic nằm ở đầu tiên, phát hiện thực sự không có phản ứng gì. Hắn hốt hoảng nói, các người đều chết hết rồi sao? Tao tốn biết bao nhiêu đá quý mua bọn bay về đây. Hắn thả vũ khí xuống đến bên cạnh Unseo, không ngờ anh đột nhiên mở mắt ra, đá ngã hắn xuống. Badoru ở phía sau cũng nhanh chóng đoạt lấy kiếm. Tên thủ lĩnh lại cười, các người nghĩ rằng làm như vậy sẽ an toàn rời khỏi đây ư? Unseo đứng dậy mang đến chỗ hắn một túi đá quý giá trị cao. Đây đều là do Sang Len cất làm của riêng. Theo lý mà nói phải mang lên trên, số đá quý này đủ để mua mấy căn nhà ở Atherdo. Nếu như hắn dẫn họ rời khỏi nơi này thì những đá quý này đều thuộc về hắn. Unseo làm như vậy là vì anh biết tên này là kẻ ham tiền, sẵn sàng vì tiền mà mạo hiểm. Sang hôm sau, tên thủ lĩnh lấy chiếu quấn mọi người lại, giả vờ là chết vì bị bệnh truyền nhiễm. Lúc này ông chủ mỏ cũng đến xem xét tình hình. Thuộc hạ bẩm báo là ở dưới có bệnh truyền nhiễm. Lúc này đám thợ bắt đầu hoảng loạn lên, ai cũng cố tránh xa cái hầm đó ra. Bất chấp sự ngăn cản của tên thủ lĩnh, Zeon Ban vẫn đến xem. Kết quả lật ra xem, phát hiện Badoru nuốt nước bọt, bên trong chiếu ở bên cạnh còn có động tác như đang cố nén thở. Unseo biết mình đã bị phát hiện, trực tiếp mở chiếu ra dẫn dắt mọi người phản kháng lại. Đám thợ bị ức hiếp đã lâu đứng dậy cầm dụng lên tấn công binh lính. Gian Xe nhân cơ hội đã đánh ngã lính gác, thả ra hàng trăm nô lệ đang bị nhốt. Mọi người đều đồng lòng cùng nhau đánh đuổi bọn lính đi. Các nô lệ đã được tự do thì bỏ chạy toán loạn. Gian Xe vì bảo vệ Unseo rời khỏi đây nên ở lại đến cuối thì bị mấy tên lính bắt nên không chạy thoát được. Trong mỏ đã xảy ra trận chiến kinh thiên động địa thế, nhưng Sang Leng vẫn cứ nằm trong chiếu tiếp tục giả chết. Đám lính này đang truy đuổi các nô lệ bỏ trốn, đuổi đến bãi Tha Ma thì phát hiện nô lệ đã biến mất. Đám lính cho rằng là nô lệ đã giả làm xác chết và nằm ở đâu đó. Bọn chúng dùng kiếm đâm hết tất cả thi thể, phát hiện không có ai sống. Thế là chúng liền đi về phía trước để tiếp tục tìm kiếm. Lúc này có hai ống trúc ở trong nước từ từ đi lên, ở dưới đầm xuất hiện ra người. Họ nhờ trốn ở dưới đầm nước nên mới thoát được. Ông già nghĩ mình đã lớn tuổi sợ liên lụy Unseo nên bảo anh đi trước. Nhưng Unseo kiên quyết đưa ông già đi cùng. Anh cõng ông ta đi đến nửa đêm thì gặp được những nô lệ khác. Unseo giao ông lão cho bọn họ, còn mình thì trở lại hầm mỏ để cứu Gian Xe. Anh âm thầm lẻn vào nhà lao,
và giải quyết được tên lính canh rồi vội vàng vào cứu người. Nhưng chính lúc này tên chủ hầm mỏ đột nhiên đi vào, may mà anh kịp thời trốn vào một góc. Hắn dùng con dao nung đỏ lên giày vò các phạm nhân. Tên thủ lĩnh cầu xin ông chủ tha mạng, ông muốn hỏi gì tôi đều sẽ trả lời. Nhưng hắn ta không muốn hỏi gì cả mà chỉ muốn giày vò phạm nhân. May mà lúc đó có thuộc hạ đến gọi hắn ta đi, Ưn Xeo liền giải cứu Gian Xe. Còn tên thủ lĩnh hắn tuy trước đó có thù với anh, cũng đã được anh cứu ra ngoài. Anh giao Gian Xe cho Badoru vì anh còn phải lên đường đi hoàn thành nguyện vọng của Saturnic. Ưn Xeo cùng Sang Leng trên đường đi gặp bão tuyết. Họ tìm đến một góc ngồi xuống ôm nhau để ủ ấm và rồi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, hai người chân tay tê cứng lên đường. Họ cuối cùng đã đến một ngôi nhà gỗ trên núi, nhưng chào đón họ lại là đao kiếm. Ưn Xeo vội vàng hết tên của Saturnic. Ở trên có một cô gái mở cửa chạy ra, cô ta là Tạp Yên, vợ của Saturnic. Cô nghe thấy tin chồng mình đã qua đời thì sụp xuống đất. Cô đã ở đây đợi chồng mấy năm rồi, không ngờ lại chỉ nhận được một nhúng tóc của chồng. Nhưng cô cũng đã khoản đãi hai người, cô cho họ ăn uống no nê. Sang Leng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tên Carrick đi và liền đứng ra trước thể hiện. Carrick vì muốn cảm ơn đã đưa họ một lệnh bài bằng vàng, còn tặng cho hai người quần áo và sắp xếp chỗ ngủ. Nhưng Sang Leng nhân lúc Ưn Xeo ngủ say lấy trộm lệnh bài, nhẹ nhàng phủi đít chui ra khỏi phòng thì đụng phải một nhóm sát thủ. Nhóm sát thủ bốn người lén tấn công vào phòng Carrick. Sang Leng sợ hãi nên đã một mình bỏ chạy. Carrick liều mình ôm đứa bé nhảy từ tầng cao xuống dưới. Ưn Xeo nghe thấy tiếng động liền đến xem thì chỉ thấy Tạp Yên đang bị thương nặng. Cô cầu xin anh mau đi cứu Carrick. Lúc này Carrick đã bị sát thủ đuổi kịp. Cô để đứa bé qua một bên, chuẩn bị quyết chiến một trận. Nhưng cô chỉ có một mình sao có thể chống lại bốn tên sát thủ? Chính vào lúc đứa bé sắp gặp nguy hiểm, Ưn Xeo đã kịp đến cứu được hai người họ. Ưn Xeo xé áo của mình buộc vết thương của Carrick, rồi lại nhanh chóng chạy đi để đánh lạc hướng bọn sát thủ. Anh đã thành công đánh lạc hướng bọn chúng thì phát hiện ở trước mắt có truy binh đuổi đến. Anh liền chạy vào trong rừng, không ngờ đã gặp được Sang Leng ở đây. Lúc này đám lính cũng truy đuổi đến ngôi nhà gỗ. Zeon ban ép hỏi Tạp Yên có nhìn thấy hai nô lệ không. Lúc này bỗng có một tốp quân tộc Momo đến. Quân đội Arthurdo vì sao lại đến nơi này chứ? Bộ tộc Momo với Arthurdo từ trước đến giờ không ai xâm phạm ai và Carrick chính là thủ lĩnh tộc Momo. Zeon ban vội vàng lắc đầu rồi xin thứ tội. Carrick nói các người không có chuyện thì mau cút đi. Carrick sau khi xử lý bốn tên sát thủ xong thì liền ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm chàng trai có hình vẽ như vậy trên lưng. Toàn quân đều thể rằng nhất định tìm ra chàng trai đó để trả ơn. Và hình vẽ trên lưng Ưn Xeo cũng trở thành lá cờ chiến đấu mới. Ở phía sâu trong rừng xuất hiện một con gấu khổng lồ, hai người bỏ chạy thục mạng. Sang Leng tất nhiên chạy chậm hơn, lại bị vấp cành cây ngã xuống. Anh ta hét lớn gọi Ưn Xeo, Ưn Xeo quay đầu lại liền nhặt cành cây trên đất, lao tới, đánh mạnh lên đầu con gấu và cứu được Sang Leng. Con gấu bắt đầu truy đuổi Ưn Xeo đang bị thương. Lúc chạy cả hai đứa bị lăn xuống vách núi, Ưn Xeo chưa kịp định thần lại thì con gấu lại xông đến. Anh bị ép vào đường cùng liền cầm khúc gỗ dưới đất chặn lại trước mặt mình. Con gấu há miệng to ra chuẩn bị húc Ưn Xeo, nhưng đột nhiên nó dừng lại rồi từ từ lùi về phía sau. Nó không phải sợ Ưn Xeo, mà là có một thứ còn đáng sợ hơn đang từ từ ở sau vách đá đi ra. Con gấu to lớn sợ sệt bỏ đi, và hai người mặc áo đen này với khuôn mặt nhìn trông rất hung ác này chính là người Neanthan. Ưn Xeo nói cảm ơn, hai người đó không nói gì cả mà tiếp tục bỏ đi. Ưn Xeo hỏi, các người thực sự là người Neanthan sao? Và nói mình là một Igutu. Hai người Neanthan có chút sửng sốt. Một người liền chạy đến hít hà cơ thể của Ưn Xeo. Kết quả phát hiện anh thực sự là con của Asahon. Asahon lúc xưa đã từng cứu mạng anh ta nhưng anh ta cũng không nói gì, dù sao họ cũng chẳng thể nào thay đổi được số mệnh cả. Người kia tò mò hỏi có chuyện gì vậy thì anh ta mới nói đó là con trai của Asahon. Vậy tức là con trai của Ragaz rồi, sao anh lại không nói cho tôi biết chuyện đó? Cho dù là con trai của Ragaz thì sao chứ? Người Neanthan bây giờ cũng chỉ còn lại có vài người, có thể làm được gì chứ? Ưn Xeo giữ người nhìn bóng dáng hai người Neanthan đi xa. Còn Sang Leng đang đi lang thang trong rừng, anh ta tự nghĩ có phải mình có tấm thân bất tử không? Gặp nhiều nguy hiểm vậy đều có thể sống sót. Nhưng anh ta vừa mới nói xong thì đám lính Arthurdo xuất hiện. Tuy thoát được gấu đen nhưng lại rơi vào tay đám lính. Ưn Xeo nghe được tiếng kêu của Sang Leng liền chạy theo. Nửa đêm đám lính của Sang Leng vào thân cây, bỗng một tên lính bị dây thòng vào cổ treo lên. Ưn Xeo lấy dao ra, cởi dây trói cho Sang Leng, hai người lại bắt đầu chạy trốn. Họ không may từ trên núi lao thẳng xuống chân núi. Sang Leng nói tôi đã bán đứng anh nhiều lần sao anh vẫn cứu tôi. Anh ta chưa bao giờ gặp người nào tốt với mình như thế. Ưn Xeo nói vì tôi cần anh, tôi muốn anh trở thành thuộc hạ của mình, nhưng anh đê tiện vậy thì thôi bỏ đi. Sang Leng hỏi anh cần thuộc hạ để đánh với ai chứ? Ưn Xeo nói là quân Arthurdo, đó là quân đội mạnh nhất loài người. Cho dù thế nào thì bây giờ họ phải cùng nhau thoát khỏi chỗ này. Họ ngồi trên một chiếc thuyền theo dòng nước xuống vùng hạ lưu, nhưng họ bỗng phát hiện phía trước có một nhóm người, lần này họ chạy không thoát rồi. Họ đã đi vào lãnh thổ của bộ tộc Ago, họ bị bắt đến bờ sông. Ưn Xeo nhìn thấy đám người đó cứ nhìn về mình. Anh nghĩ ra cách nên thương lượng với Sang Leng là chúng ta giả vờ bị mắc bệnh truyền nhiễm đi. Sang Leng nói thôi bỏ đi, anh đừng có nói nữa. Hai người cứ tranh cãi mà không hề hay biết người Ago đứng bên cạnh có thể nghe hiểu họ đang nói gì. Anh ta cất tiếng lên nói kế hoạch hay đấy, nhưng tiếc là nó không xảy ra. Bộ tộc Ago có hai tộc, một là tộc Te, còn một là tộc Nero.
hai tộc này cứ đánh nhau liên miên. Lần này bọn họ vừa bị người tộc Te bắt được thì lại được người tộc Mio cứu ra. Eunseo sau khi được cứu ra chưa kịp vui mừng thì phát hiện người tộc Nero cũng không tốt lành gì, bỗng bị người tộc Nero bắt trói lại. Hóa ra con gái tộc trưởng Nero bị người tộc Te bắt đi, họ muốn dùng mấy người nô lệ này để đổi con gái mình về. Lúc này Sang Leng liền nói, không phải ông chỉ muốn cứu con gái mình ra sao, tôi có thể cứu con gái ông ra. Tôi thực ra là con trai của tộc trưởng tộc Te. Ta cho gan của tộc Mio vừa nghe thì đã biết anh ta nói dối, đến cả Eunseo cũng nghe không lọt tai. Lúc này Sang Leng mới vén áo để lộ một dấu xăm ra, ai đấy cũng sững sờ. Hình xăm này quả thực có thể chứng minh anh ta là người thừa kế tộc trưởng của tộc Te. Sang Leng nói, nếu các người không tin thì ta có thể để người bạn thân nhất ở lại đây. Eunseo đã bị Sang Leng bán đứng mấy lần rồi, giờ càng khâm phục tài diễn xuất của anh ta. Eunseo nói với anh ta, tôi biết anh sẽ không trở lại cứu tôi nhưng lệnh bài này anh cứ cầm đi đi. Dù sao người sắp hẹo như anh không cần thứ này nữa. Sang Leng sau khi được thả đến nơi giao nhau giữa hai bộ tộc, đã tự mình đi về phía tộc Te. Anh ta phát hiện thực sự không có ai theo liền vui mừng cười lên, đám ngốc ấy thực sự đã bị anh ta lừa. Người tộc Nero chờ hồi lâu thì mới biết mình bị lừa. Theo quy ước là Eunseo sẽ bị đem ra xử quyết, nhưng anh chỉ đánh vài chiêu đã hạ được mấy người tộc Nero. Eunseo mắng chửi đám Nero là hai tộc vốn là cùng một bộ tộc nhưng lại chỉ biết tàn sát lẫn nhau. Chính lúc đó Sang Leng đột nhiên quay về, ta cho gan liền hỏi Sang Leng đã cứu được con gái tộc trưởng Nero chưa. Anh ta nói là mình vốn là con trai tộc trưởng, nhưng cha anh đã bị chú giết chết và bán anh đi. Sau đó chỉ vào Eunseo và nói là anh có thể cứu được. Eunseo ngơ ngác, không hiểu anh ta muốn nói gì. Sang Leng nói Eunseo là Igutu, nhưng có khả năng nằm mơ và Inai Shinji đã báo mộng cho anh ta. Đám người này có vẻ rất dễ bị lừa, như thể Sang Leng đang lùa mấy con gà vậy. Họ nghe thấy tên Inai Shinji thì rất kích động. Cậu, thực sự gặp Inai Shinji trong mơ ư? Eunseo ngơ ngác mà cũng chỉ biết diễn theo đáp lại, đúng vậy. Lúc này tổ mẫu của tộc Te đứng ra chất vấn anh. Nếu nói nằm mơ thấy Inai Shinji thì ngài ấy mặc gì đi giày gì? Tổ mẫu nhìn thấy ánh mắt của Eunseo cứ né tránh thì đã biết là đang nói dối. Đám lính liền bao vây hai người họ lại. Eunseo bắt đầu nhảy múa quay cuồng. Hóa ra lúc nãy khi nhìn các cô gái tộc Nero múa thì anh đã ghi nhớ được rồi nói Inai Shinji trong giấc mơ đã múa như thế. Một cô gái thấy vậy thì quỳ xuống nói đúng là Inai Shinji rồi. Tổ mẫu quyết định mở cuộc họp các trưởng lão. Các trưởng lão sau khi thương lượng thì quyết định để Eunseo tham gia sự phán xét của thác nước. Eunseo có thể sống sót thoát khỏi thác nước sẽ chứng minh anh nói thật. Nhưng cả ngàn năm nay chỉ có một người sống sót từ cuộc phán quyết thác nước. Đó chính là Inai Shinji, người thống nhất bộ tộc Ago. Eunseo lúc đầu còn nghĩ là anh là Igutu lại còn biết bơi, có lẽ có thể sống được. Nhưng đến lúc bị phán quyết mới phát hiện mình bị trói chặt chân tay và bè thả trôi theo dòng nước. Carrick vốn định ở tạm một đêm tại nhà gỗ bên núi, không ngờ nửa đêm bị mấy tên sát thủ truy sát. May nhờ có Eunseo xuất hiện giải cứu nên mới thoát được. Vài ngày sau Carrick dẫn theo quân lính tộc Momo đến trả thù. Carrick chính là tộc trưởng tộc Momo, cô bây giờ phải tìm ra ân nhân cứu mạng để báo ơn. Họ ở trên đường gặp người ông chủ mỏ đá quý, chúng cũng đang đi tìm nô lệ trốn thoát. Carrick lại phất tay thì ông chủ liền giơ đầu, nói rằng những kẻ truy đuổi ân nhân của ta đều phải chết. Buổi tối bọn họ đang nghỉ ngơi thì phát hiện có hai người đang theo dõi. Carrick hỏi ra thì mới biết Janse và Badoru là bạn của ân nhân mình. Cô ta vui mừng như một đứa trẻ. Trong một gian nhà gỗ bên núi, đám quân Zeon Ban truy đuổi các nô lệ đang ăn uống bỗng có hai người bước vào. Zeon Ban nhìn lên, chẳng phải là nô lệ mà hắn đang truy bắt sao? Janse lớn tiếng hỏi Eunseo ở đâu. Zeon Ban rút con hàng ra và bảo chạy thì không chạy lại muốn tự chui đầu vào chỗ chết hả? Lúc này Carrick bước vào. Zeon Ban vừa nhìn đã nhận ra tộc trưởng Momo, hai người này là khách của bộ lạc Momo. Zeon Ban rén ngang đành thu kiếm lại và rút đi. Carrick từ chỗ Zeon Ban biết được Eunseo đã đi vào lãnh thổ bộ tộc Ago. Cô liền dẫn thuộc hạ đến lãnh thổ bộ lạc Ago. Cô bảo thuộc hạ đi đến tộc trưởng tộc Nero bẩm báo là tộc trưởng Momo xin gặp mặt. Một lúc sau thuộc hạ quay lại bẩm báo là chúng ta đã trễ một bước, anh ta đang nhận phán quyết của thác nước, bọn họ nhanh chóng chạy theo dòng nước. Eunseo đang bị cột chân tay trên một chiếc bè và thả trôi theo dòng nước chảy xiết. Eunseo chưa kịp cởi dây trói thì đang lao vào dòng nước lớn. Anh ở trong dòng nước cố gắng nín thở, vùng vẫy thoát ra. Dòng nước càng lúc càng dữ dội, chiếc bè đâm vào tảng đá. Eunseo nhờ thế mà thoát khỏi, nhanh chóng ngoi lên mặt nước để thở. Nhưng anh chưa kịp vui mừng thì phát hiện ở phía trước mặt là con thác cao vạn trượng. Eunseo muốn bơi ngược trở lại, nhưng sức của anh quá nhỏ bé so với sức mạnh tự nhiên. Khi rơi xuống vô tình chân Eunseo mắc vào cành cây, cứ ngỡ đã thoát nạn, nhưng cành cây quá mỏng liền bị sức nặng làm gãy, Eunseo rơi xuống thác nước. Eunseo mất đi ý thức từ từ chìm xuống dưới nước. Carrick cùng thuộc hạ lúc này cũng đang nhanh chóng chạy về dưới thác nước. Cô bất chấp nguy hiểm dẫn theo vài người thuộc hạ đi cứu ân nhân. Họ lao xuống nước như những viên đạn thành công cứu được Eunseo. Họ đưa Eunseo lên mặt nước, vì thế mà anh đã là người thứ hai sau hàng ngàn năm sống sót khỏi phán quyết của thác nước. Người thứ nhất chính là Inai Shinji, người thống nhất bộ tộc Ago. Eunseo cảm ơn Carrick, cô nói là cô chỉ báo đáp ơn cứu mạng của anh thôi. Carrick còn mời anh cùng cô trở về bộ tộc Momo, nhưng anh nói còn phải đi cứu bạn. Sang Leng lúc này đang bị nhốt trong lồng. Ta cho gan nói nếu đến tối Eunseo không thể quay về, thì chứng tỏ hai người nói dối,
thế thì Sang Leng cũng bị giết. Đến tối khi họ đang chuẩn bị giết Sang Leng thì Eun Seo trở về. Anh nói theo quy ước thì anh có thể dẫn bạn mình đi rồi chứ. Tất cả mọi người đều sững sờ, không ngờ anh thực sự có thể trở về. Họ cho rằng Inai Shinji đã tái sinh vào cơ thể Eun Seo. Mọi người đều uô đến nâng anh lên mà hoan hô. Eun Seo nói mình không phải là Inai Shinji gì cả, anh giải thích là có người nhảy xuống nước cứu mình. Tổ mẫu nói không quan trọng, ở thế giới lạnh lùng tàn nhẫn này, có người bất chấp tính mạng nhảy xuống cứu anh là điều hiếm có. Sau đó có một bé gái mang bộ áo giáp đến khóc cầu xin anh nhận lấy. Xin hãy cứu tất cả những người đã bị bắt đi. Lúc này Eun Seo hạ quyết tâm phải cứu những người bị bắt làm nô lệ trở về. Lúc này đám lính đang đe dọa các nô lệ vừa mới bắt trở lại được. Đột nhiên bọn chúng nghe được tiếng trống gõ. Tên thủ lĩnh lớn tiếng chửi mắng người đánh trống mau xuống. Eun Seo quay đầu lại, tên thủ lĩnh phát hiện chính là Igutu đã trốn thoát trước đó. Chúng vừa định đi lên bắt anh, Eun Seo thả dùi trống xuống và ra hiệu. Ở vách núi gần đó hàng trăm mũi tên bắn xuống. Tiếp theo Eun Seo phái người cứu hết nô lệ ra. Những người nô lệ đào đá quý ở đó cuối cùng đã được tự do, thấy được ánh mặt trời. Eun Seo nói với bọn họ là anh không cần báo đáp gì, chỉ cần họ trở về tiếp tục cứu những người khác. Nhưng các nô lệ đã quen với việc mua bán trao đổi nô lệ, không tin có người lương thiện như thế. Họ cho rằng anh nhất định có ý đồ khác. Tộc trưởng Nero bảo đảm với họ đó là sự thật, bởi vì anh chính là Inai Shinji tái sinh. Ý chí của các nô lệ bỗng được khơi dậy. Cho dù Inai Shinji tái sinh cũng phải thật không, thì bây giờ họ có thể bước ra mỏ đá quý đi trên con đường về nhà. Sau khi về tộc Te, mọi người xung quanh họ, họ cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không còn gặp hai người nữa. Họ kể chuyện về Inai Shinji tái sinh cho mọi người nghe, ai nấy cũng khuyên tộc trưởng Te đi gặp Eun Seo. Ông ta không để ý đến điều đó, ông ta nói mình là tộc trưởng tộc Te, việc gì phải gặp tộc trưởng tộc Cero. Nhưng lúc này vợ của ông ta đến khuyên thì tộc trưởng Te lại ngoan ngoãn đồng ý. Ông ta dẫn thuộc hạ đến lãnh địa tộc Nero, nhưng thực ra là đến gây sự. Sau khi chế giễu Eun Seo một trận thì đập bàn đứng dậy bỏ đi. Sau khi bước ra thì nói với người tộc mình là Eun Seo là kẻ nói dối, đều là do các người cứ bắt ta đến đây. Lúc này Eun Seo cũng bước ra nói, các anh em ở tộc Te. Anh nói anh cũng không chắc mình có phải là Inai Shinji không. Tộc trưởng Te vui mừng rồi, nói Eun Seo đã thừa nhận không phải Inai Shinji rồi. Có người lại nói tộc trưởng hãy nghe anh ta nói như thế nào đã. Eun Seo tiếp tục nói, nhưng nếu thực sự Inai Shinji tái sinh bỏ tôi, thì tôi muốn mọi người đoàn kết lại với nhau. Vì để chứng minh mình là Inai Shinji tái sinh, tôi nguyền rủa tộc trưởng Te sẽ chết trước bình minh. Nếu như tộc trưởng Te không chết thì sáng mai tôi sẽ đi chết. Ta cho gan nghĩ rằng lần này là tiêu hết cả lũ rồi. Bởi vì anh biết Eun Seo vốn không có thần lực gì cả. Trên đường tộc trưởng Te về, người trong tộc đến đón tiếp. Mọi người đều cầu xin ông ta suy nghĩ chuyện liên minh với tộc Cero. Tộc trưởng Te nói, có tộc trưởng ưu tú như ta vẫn không đủ sao. Ông ta sai người lấy roi để trừng trị những tên này, nhưng không ai chịu nghe lời ông ta. Một anh chàng đứng lên nói thẳng, người đó chính là nô lệ từng được Eun Seo cứu ra. Tộc trưởng Te rất tức giận, rút con hàng ra chém anh ta. Rồi nói mọi người xung quanh thích ý kiến không? Mọi người không có ai dám nói gì nữa, lần lượt quỳ xuống. Đến vợ tộc trưởng cũng không ngoại lệ. Tộc trưởng Te đang ăn uống no say thì vợ và thuộc hạ bước vào, không nói tiếng nào cứ nhìn ông ta. Tộc trưởng Te bỗng nghĩ đến gì đó nhưng đã muộn mất rồi. Sáng sớm hôm sau, Eun Seo bị Sang Leng gọi dậy. Hai người bước ra nhìn, người tộc Te đều kéo đến, trên tay họ còn cầm một cái đầu người, lời nguyền của anh đã thành sự thật. Eun Seo đối với kẻ địch không dùng biện pháp mạnh để tiêu diệt mà dùng để dẫn chúng tộc Te chọn lựa. Tiếp tục bị tộc trưởng Te dùng quyền lực áp bức hay là đi theo anh đi tìm ra con đường mới. Rất rõ ràng mọi người đã chọn anh, Eun Seo quyết định dẫn dắt mọi người chống lại quân đội mạnh nhất lúc bấy giờ là Arthur Đồ. Còn người trong tộc của Eun Seo cũng đã bị quân Arthur Đồ bắt làm nô lệ. Tania cũng đã trở thành người hầu của thiếu gia Saja, con trai của Targon. Và Saja thực ra chính là người anh song sinh của Eun Seo. Một hôm Saja và Tania ra ngoài bắn chim thì phát hiện một con chim có chiếc đuôi màu xanh. Và theo như lời sách cổ nói, khi đuôi chim có màu xanh lam thì lúc đó sẽ có tai họa ập đến. Trong thành một người phụ nữ như mới chơi đồ, tay cầm dao mắt lảo đảo, ai nấy đều sợ hãi. Con gái cô ta càng sợ hơn, cứ ở sau khóc lóc gọi mẹ. Cô ta quay lại, cầm dao xông về hướng con gái. May mà Jin San phản ứng nhanh nhẹn đã cứu được cô bé. Nhưng một lúc sau Jin San lại gặp một chuyện kỳ quái nữa. Một người đàn ông cầm chiếc rìu mùng luôn miệng nói tận thế sắp đến. Jin San sau khi khống chế được thì vén áo ra xem, trước ngực là những vết đốm màu xanh lam. Còn có một bà lão ở quán cơm bị ngất đi, trên người cũng có những vết tương tự. Binh lính cũng phát hiện chim sẻ trong rừng đều có chiếc đuôi màu xanh lam. Tộc Asa đã từng dự đoán rằng khi đuôi chim biến thành màu xanh lam thì biểu thị ngày tận thế sắp đến rồi. Ngoài ra còn có một chuyện kỳ lạ. Trong rừng phát hiện một xác con hổ, điều kỳ lạ là bụng con hổ bị thủng một lỗ lớn. Trên móng vuốt còn dính máu màu xanh lam, đây là điểm đặc trưng của người Neanthan. Nhưng người Neanthan đã bị quân Arthur Đồ tiêu diệt từ lâu, sao có thể là họ chứ? Tối hôm đó có vô số người đem lễ vật đến cầu xin tộc Asa giúp đỡ dân chúng hóa giải tai họa. Mọi người hoàn toàn không biết rằng kỳ thực những chuyện đó đều là do Asajon, thượng tế của tộc Asa bày ra. Nguyên nhân là mấy tháng trước, Targon tập hợp các tộc trưởng để phong thưởng. Nhân tiện cũng phong cho Asajon một chức vị. Cả ngàn năm nay chỉ có thủ lĩnh hiên minh Arthur Đồ và dân chúng nghe lời người tộc Asa.
Vậy mà Targon lại coi ông ta là thuộc hạ nên Asa John muốn chống lại Targon. Nhưng Targon bây giờ là thủ lĩnh hiên minh được dân chúng yêu mến. Đặc biệt là 20 năm trước là người có công lớn trong việc tiêu diệt tộc Neanthan. Asa John quyết định lấy chiến công lừng lẫy nhất của Targon biến thành lỗi lầm sai trái nhất của anh. Asa John sau khi bày ra các chuyện quái lạ thì nói với dân chúng rằng người Neanthan bị tiêu diệt vào 20 năm trước đã biến thành ác quỷ quay trở về đòi nợ. Dân chúng đều sợ hãi cầu xin ông ta bày cách hóa giải. Asa John bảo mọi người quên tiền bạc để lấy bùa chú về dán trước cửa nhà là được, dân chúng đều tin lời. Thần điện còn cầm cờ xông vào điện của thủ lĩnh liên minh lấy tư cách đại diện của thần linh ra lệnh. Targon đến thần điện chịu phạt như vậy mới có thể xoa dịu cơn giận của ác quỷ. Targon không còn cách nào đành đi chân không đến thần điện. Ánh mắt của dân chúng nhìn vào Targon chỉ còn lại niềm xót thương. Targon đến thần điện thì vẫn phải quỳ gối trước Asa John. Sau khi chịu lễ trừng phạt, Asa John nói thẳng với Targon, mọi chuyện đều là ông ta bày ra, sau này Targon đừng có chọc vào ông ta. Các thuộc hạ trong tộc đều khen ngợi Asa John lợi hại, có thể làm ra loại thuốc khiến con người bị điên, còn có thể khiến chim mọc ra đuôi màu xanh lam, đặc biệt là xác con hổ bị đánh vết máu màu xanh lam đó trông giống như là thật vậy. Asa John nói con hổ đó không phải là các người chuẩn bị sao? Hai thuộc hạ đều nói là họ không chuẩn bị. Lúc đó trong khu rừng nơi phát hiện xác con hổ đó thực sự có hai người Neanthan sống. Hóa ra người Neanthan chưa hề bị tuyệt chủng. Thầy lang Hazim đang bị đi lạc trong rừng thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của con vật nào đó. Ông men theo âm thanh đó đi lại thì thấy một bé gái ngồi trên đất. Ông ta cảnh giác cầm dao nhìn ngó xung quanh, bởi vì đứa bé này là người Neanthan có dòng máu xanh lam. Nhưng Hazim không nhẫn tâm thấy nó bị thương bị vứt trong rừng nên đã đem nó về. Nhưng người Neanthan với con người là kẻ thù không đội trời chung, người vợ khuyên nên giết nó đi. Nhưng con gái của họ là Chê Ưn thì lại rất thích đứa bé đó. Con nói muốn nhận cô bé đó làm em gái, còn đặt tên cho nó là Nun Bayan. Người Neanthan vốn sinh ra có sức mạnh, rất dễ bị người khác phát hiện. Hazim dùng y thuật cắt đứt một vài huyết mạch của Nun Bayan. Tuy thân phận đã được giấu đi nhưng cơ thể lại rất yếu ớt. Hazim bảo cô phải luyện kiếm thuật để tăng cường thể lực. Một hôm Hazim dẫn Mubek về nhà thì thấy có hai người mặc áo đen đứng trước mặt Nun Bayan. Hazim vội chạy đến xem con gái. Đó là người Neanthan. Mubek biết người Neanthan rất lợi hại, bây giờ cho dù có hàng ngàn binh lính cũng chưa chắc địch lại hai người họ. Mubek hỏi họ vì sao lại xông vào lãnh thổ Atherdo. Họ nói là đến tìm người trong tộc, sau khi tìm được thì sẽ rời khỏi đây, các người không thể bước chân vào Atherdo. Hai người họ rời đi, Mubek phát hiện trên lưng Nun Bayan có vết bớt. Đó chính là dấu hiệu của người Neanthan. Anh ta phát hiện bên cạnh mình vẫn luôn có một người Neanthan thì sởn gai ốc. Hazim vội vàng giải thích là Nun Bayan đã bị cắt đứt huyết mạch không còn sức mạnh nữa, không thể đe dọa đến con người. Lúc này Tania đang bị bón hành, bị bắt đứng lên ngồi xuống, cứ làm như thế cả mấy chục lần. Tania cuối cùng không nhịn được nữa đứng lên chừng mắt thì bị ăn một gậy. Bất lực thở dài Tania lại tiếp tục nghe lời đứng lên ngồi xuống. Cô ta vừa tức vừa đánh Tania nói sẽ để tiểu thư trừng trị ngươi. Lúc này Tania ở phía sau gọi cô ta lại. Tania đứng dậy, đập vỡ cái chén. Saja ở bên ngoài nhìn lén cũng cảm thấy buồn cười với Tania. Cô ta chuẩn bị đi tới chỗ Tania, Tania bắt đầu ném mảnh bát vỡ, sau đó cầm thêm đôi đũa cô ta cũng chụp được và phi lại cắm lại vào cửa. Tuy là kẻ hầu nhưng cô ả cũng có võ nghệ. Cô ta lao đến quật ngã Tania định đánh một trận thì Tania xin thua. Saja ở bên ngoài thì cứ cười, còn Tania bên trong thì cứ ăn đòn, còn cô hầu thì mãi không chút được cơn tức. Tania bây giờ phải mạnh mẽ hơn mới không bị kẻ khác ức hiếp. Cô mỗi ngày đều đi theo Saja, có một hôm cô bỗng phát hiện mình có thể nghe được suy nghĩ của Saja, điều này khiến cô bất ngờ. Một hôm Chê Ưn đến tìm Tania thì cô lại nghe được suy nghĩ của Chê Ưn. Hóa ra Tania là hậu duệ của Asa xin bị bắt đến Atherdo làm nô lệ. Asa xin chính là người sáng tạo ra mảnh đất Atherdo này. Tộc Asa vốn là những người phục vụ thần linh nhưng hiện tại ở nơi đây chỉ còn lại hậu duệ khác hệ của Asa xin. Mọi người nhanh chóng phát hiện Tania là hậu duệ duy nhất của Asa xin. Asa còn sợ bị thay thế liền phái người ám sát cô, quân Atherdo cũng muốn tìm bắt cô. Bây giờ ai có sự phục vụ của Tania thì người đó sẽ cầm đầu thiên hạ. Tania cảm thấy bên ngoài đang có người lén lút nhìn cô liền bảo Saja cẩn thận một chút. Saja không tin nói rằng ta ở bên ngoài đi khắp mấy vòng cũng không thấy ai cả. Lúc này bên ngoài đang có hai tên lính Atherdo đang theo dõi họ. Mu Wang quay trở lại thì đã thấy đồng đội đã được chôn cất dưới đống lá khô. Anh ta liền chạy theo muốn cướp lại. Trong lúc hai bên tham chiến thì cô nhân cơ hội bỏ chạy. Cô trượt ngã xuống vách núi rồi trốn vào một bãi cỏ lau. Ba cô gái trốn trong bãi cỏ lau. Nun Bayan cảm thấy phía bên kia có người. Ba người chạy hướng khác. Ba người chạy thục mạng. Nhưng khi vừa chạy ra bãi cỏ lau thì lại gặp Mu Wang chờ sẵn. Anh ta nắm lấy tóc Tania muốn đưa cô đi, Chê Ưn và Nun Bayan cũng bị anh ta đánh ngã. Mục tiêu duy nhất của Mu Wang chỉ cần Tania, những thứ khác có hay không, không quan trọng. Mu Wang lại kề kiếm lên cổ Tania, He Sơ Lô, He Sơ Li Li ta lại gặp nhau rồi. Tania loáng thoáng nhìn thấy trên đầu anh ta một làn khói đen bay qua, cô bắt đầu xà lơ nói quá muộn rồi đây sẽ là điều cuối cùng ngươi nghe trong đời. Mu Wang điên tiết định chém Tania thì Nun Bayan xuất hiện cầm kiếm lao đến. Mu Wang chuyển mục tiêu định thịt Nun Bayan. Nhưng chưa kịp làm thịt Nun Bayan thì Mu Wang đứng bất động, hóa ra người Neanthan luôn đi theo bảo vệ Nun Bayan. Người Neanthan đó ném Mu Wang như ném một món đồ.
Nun Bayern cũng để lộ con ngươi màu xanh. Cheon sợ thân phận em gái bị bại lộ, liền che chắn cho em gái và bảo Tanya hãy chạy trước đi. Nhưng hôm nay ông trời không độ cho Tanya, chạy chưa được xa thì gặp kẻ địch. Tanya bị bắt trói về nhà lao của tộc HAE. Tộc HAE là bậc thầy về khoa học và thông tin của Arthur Đồ, ông ta lâu nay vẫn muốn tiêu diệt Targon. Nhưng nếu Tanya là hậu duệ của Assassin thì bắt buộc phải tìm ra được chuông tinh tú trong thần điện. Nhưng không một ai biết chuông tinh tú ra sao. Tanya quyết định phải nắm lấy cơ hội này để có được quyền lực. Cô nói nếu như có tinh đồ thì có lẽ sẽ tìm được chuông tinh tú. Nhưng tinh đồ đang nằm trong tay Targon. Thế là trưởng tộc HAE Mihon đã đến gặp Targon đề nghị hợp tác nhằm tiêu diệt Assassin. Chỉ cần miếng tinh đồ giao cho Tanya thì họ có cơ hội hạ bệ được Assassin. Nhưng Mihon cũng rất xảo quyệt, hắn lại quyết định hợp tác với Assassin và đem tinh đồ đưa cho Assassin. Hai người quyết định đưa tinh đồ cho Tanya xem để bảo cô tìm chuông tinh tú trước. Nếu như có thể tìm thấy được thì sẽ đem Tanya giết ngay lập tức. Nếu như tìm không thấy thì sẽ đem chuyện này ra để hạ bệ Targon. Assassin hứa rằng sau khi tiêu diệt được Targon thì sẽ giao quân đội Arthur Đồ cho tộc HAE. Dù sao tộc HAE làm gì cũng đều có lợi. Tanya sau khi xem tinh đồ thì nói rằng mình vẫn chưa tìm được chuông tinh tú ở đâu. Mihon vì kiểm tra Tanya có nói dối không nên cho cô uống ma dược. Tanya vẫn nói là cô không biết chuông tinh tú ở đâu. Mihon đi báo lại cho Assassin. Assassin xem tinh đồ xong thì nói lúc trước trên trần thần điện quả thực có hình vẽ như vậy. Nhưng lúc trước khi sửa trở lại đều đã bị che lấp đi. Cho dù đây là tinh đồ thì khẳng định Tanya cũng tìm không ra. Chớp mắt đã đến ngày phán sự ở thần điện, dân chúng đều đến bên ngoài thần điện chờ đợi. Tanya đứng ở giữa thần điện bắt đầu điệu múa linh thiêng. Trong thần điện này có các dấu chuông tinh tú. Tìm được nó mới chứng minh được Tanya là hậu duệ của Assassin. Assassin gương mặt tự đắc giao chuông cho Tanya. Ông ta cả đời vẫn không tìm thấy được, khi sao một kẻ nô lệ ngoại tộc tìm thấy được mới lạ. Nhưng Tanya từ từ đi lại bên cạnh đống lửa. Nhìn dáng vẻ rung chuông thành thạo của cô, người tộc Asa cũng bắt đầu vỗ trống hòa nhịp theo. Tanya dựa vào chỉ dẫn của tinh đồ cách đống lửa 3 bước thì dừng lại rồi bắt đầu múa. Một con chim nhỏ bên ngoài bay vào, dường như đang muốn trở giúp cô. Điệu múa mà Tanya đang múa chính là mà tổ mẫu các đời tộc Asa mới biết. Tanya khi còn ở Wahan đã được tổ mẫu chỉ dạy cho, cô đã luyện nó hàng ngàn lần, mỗi động tác bước chân đều không sai. Thực ra cô cũng chỉ làm theo lời của tổ tiên truyền lại chứ cô cũng không biết nơi mà điệu múa kết thúc có chuông tinh tú hay không. Cô nhớ tổ mẫu trước đó đã bắt cô luyện tư thế này, hóa ra đều là vì giây phút này. Tanya từ từ ngẩng đầu lên, mọi người cũng theo hướng tay cô chỉ mà ngước lên. Tanya cũng không biết ở đó có chuông tinh tú không. Nếu như không có, thì tộc Asa sẽ lấy lý do cô báng bổ thần linh mà chặt đứt tay chân của cô. Con chim bỗng bay thẳng lên hướng ngón tay Tanya chỉ rồi đâm đầu lên trần rơi xuống chết. Mọi người đều sợ không biết đây có phải là điểm xấu không. Nhưng Tanya ngước lên nhìn, chân nhà đã bị thủng một lỗ hiện ra bức vẽ ban đầu. Tất cả mọi thứ đều giống như lời tổ tiên cô dự đoán. Tổ mẫu tộc Asa lại vô cùng hoảng hốt, bà ta muốn cản Tanya lại. Tanya muốn lấy chuông tinh tú xuống nhưng chân nhà quá cao. Cô nhớ lại lúc nhỏ luôn bị bắt đi luyện ném đá, hóa ra đều là sự chuẩn bị cho thời khắc này. Cô nhặt hòn đá ở dưới chân rồi ném đi. Chiếc chuông tinh tú rơi xuống nước, tất cả mọi người đều không dám tin vào mắt mình. Tổ mẫu tộc Asa sợ hãi run rẩy, Tanya cầm chuông sao lên lắc nhẹ một cái. Tất cả mọi người trong thần điện đều quỳ xuống. Tanya truyền đạt lại chỉ thị của Assassin. Thực ra đó đều là những lời mà tối qua Teanha dạy cô. Đó là bảo vệ Targon, người được Assassin xác nhận là chuyển nhân của Aramun Hae Sula. Mọi người ai cũng tất cả đều quỳ lại. Targon lúc này không chỉ lấy lại thanh danh mà còn được xưng hô là Aramun Hae Sula. Hai người cùng bước ra thần điện, Targon giơ tay lên dân chúng gieo họ vang dội. Tanya cũng thử đưa tay lên, tiếng gieo họ càng vang dội hơn. Tanya lần đầu tiên nhìn thấy có nhiều người gọi tên mình như thế. Cô cuối cùng đã có được quyền lực trong tay, bây giờ cô có thể đi cứu người trong bộ tộc rồi. Nhưng Targon dã tâm quá lớn, lại sắp xếp hậu duệ trực hệ của thần Assassin tối cao đứng ngay bên cạnh mình. Còn Assassin thượng tế của thần điện lúc này chỉ có thể đứng một góc phía dưới. May mà Targon vẫn giữ lời hứa ra lệnh cứu những người tộc Wahan về. Munte đang chơi vật tay, đối thủ của anh đã cố gắng hết sức nhưng Munte vẫn không hề gì, vẻ mặt cũng không thay đổi. Anh vật một cái, đối thủ liền ngã xuống đất, vẻ mặt anh cũng không hề thay đổi. Đối thủ rất tức giận đứng lên muốn đánh nhau. Đội trưởng bảo anh ta bình tĩnh lại, anh ta nói mình không phải khâm phục vì thua nhưng vì vẻ mặt Munte quá đáng ghét. Người bạn liền nhắc nhở rằng Munte chính là người tộc Wahan, anh ta nghe xong liền nhận lỗi. Binh lính xung quanh nghe thấy tộc Wahan đều có những ánh mắt lạ. Vì hôm qua Tanya là người của tộc Wahan là hậu duệ của Assassin trở thành thượng tế mới của thần điện. Những người nô lệ tộc Wahan cũng được mời đến thần điện để tụ họp. Mọi người nhìn thấy Tanya mặc bộ váy trắng, dẫn đầu tộc Asa đi ra để gặp bọn họ. Nhờ phúc của Tanya họ cuối cùng đã không còn phải chịu khổ nữa. Munte cũng chạy đến tụ họp, mọi người nhìn thấy anh vốn dĩ là một nô lệ nay lại mặc binh phục cũng vui mừng mà chạy đến ôm anh ta. Cuối cùng là tộc trưởng Wahan đến, cũng là cha của Tanya. Tanya nhìn thấy cha mình tóc cũng bạc đi nhiều. Ông ta lúc trước bị đưa đến hỏa thành luyện đồng, đã trải qua nhiều cực khổ mà ít ai phải chịu đựng. Tanya sau khi lên làm thượng tế của thần điện thì Assassin vẫn luôn hãm hại cô để đoạt lại vị trí của mình.
ông ta sai thuộc hạ đưa thuốc độc cho Tanya. Cô cũng không hề phòng bị mà cầm lấy, nhưng vì run tay nên không may đổ xuống đất mới thoát được nạn. Nhưng sát thủ cũng tiếp tục ra tay, hắn lại đem một bình trà độc chuẩn bị đưa đến phòng cô thì bị Saja chặn lại, anh nói anh sẽ đem vào. Tên sát thủ lúc này có hút lo lắng nói, không được. Sát thủ liền thổi một chút bột khiến Saja ngất đi. Tanya sớm đã phát hiện bên ngoài có sát thủ nhưng vẫn không thể chạy thoát được. Hắn kề dao lên cổ nói, nghĩ mình có chạy thoát được sao? Hắn nói Asa John đã lên kế hoạch để nhằm giết cô bằng được. Lúc này Saja tỉnh lại đến cứu Tanya. Hắn ta không ngờ rằng đối thủ của mình là một Igutu. Tanya giật các tấm rèm cửa nối chúng thành sợi dây buộc vừa cửa sổ. Lát sau đám sát thủ của Asa John được phái đến không thấy Tanya nhìn ra ngoài cửa sổ, chúng nghĩ Tanya đã thoát được nên về báo cho Asa John. Nhưng bọn chúng không ngờ là cô lại giả làm tên sát thủ đã chết. Tanya cầm vũ khí để phòng thân thì tên sát thủ khác lại vào. Tôi thấy chỉ vì một cô gái mà điều động nhiều anh chàng cao to đẹp trai như thế này, tên Asa John này thật là ưu ái cho cô ấy trước khi hẹo. Cô chỉ đành ngoan ngoãn đi theo khi đến đại sảnh thần điện lúc hắn đang chuẩn bị giết cô. Giang cha thuộc hạ của Tagon đến giải cứu cô. Giao lưu vài đường cơ bản thì đã bị tên sát thủ chém vào đùi, nhưng đã được phái đến để bảo vệ thì chắc phải có những món hàng khác chứ. Giang cha rút ra sợi xích chó chuyên trộm chó của nhà hàng xóm, xích cổ tên sát thủ giải cứu Tanya. Tanya nhận cơ hội đó, chạy về phòng để xem hình hình Saja thì lại gặp hai tên sát thủ khác. Một tên sát thủ rút kiếm ra đâm thẳng về phía cô, Giang cha dùng tay đỡ và lại cứu cô được một mạng. Hôm nay Tagon đến trước mộ của cha và nói với ông là mình đã trở thành Aramun Hesanla. Nghĩ đến chặng đường đã trải qua, anh lại thấy đau lòng mà bật khóc. Asa John tiến đến nói, có vẻ ngài đến thăm cha mình. Kẻ vừa mới bị anh hạ bệ, bại tướng lại đến tìm mình nói chuyện. Tagon cũng không hề che giấu mà thừa nhận mình đã giết chết cha ruột. Nhưng anh vừa nói xong thì ở phía sau xuất hiện một đám người. Lần này Tagon tự thừa nhận tội lỗi của mình, các tộc trưởng khác liền đứng về phía Asa John. Ông ta sai binh lính bao vây Tagon. Hắn ta nói lấy danh nghĩa thần linh phán xử Tagon. Ở sau tấm bia đá bỗng xuất hiện một thích khách chém vào vai của Tagon. Nhưng hắn ta chợt biến sắc, hắn nhìn thấy dòng máu tím chảy ra từ vai của Tagon. Mọi người đều trở nên kinh hãi. Tagon rút con dao trên vai ra, anh nói ta vốn không muốn giết người. Asa John lớn tiếng hét Tagon là một Igutu. Tagon càng tức giận hơn, anh nắm đầu tên thích khách đập vào bia đá mà chết. Con ngươi của anh trở thành màu tím. Anh bình tĩnh đếm nơi đây có tổng cộng 27 người và quyết định sẽ không tha cho một ai. Nơi đây nhanh chóng xác người ngổn ngang, tính thêm người phụ nữ này là người thứ 26 rồi. Chỉ còn mỗi Asa John thôi, ông ta lúc này đang chạy vào trong rừng, còn sai bốn tên thích khách cản Tagon lại. Nhìn thấy đoạn đao đẹp như thế, Tê An Ha cầm lên trầm trồ. Hóa ra đao giết người cũng có thể đẹp như này sao? Cô hầu đứng bên cạnh càng thích thú hơn. Tiểu thư chắc đang rất phấn khích. Ngoại trừ thanh đoạn đao mới này còn có một nô tỳ mới đến đang im lặng đứng ở một góc. Nô tỳ đó với dáng vẻ rất hiểu chuyện, chủ động đến xin chải tóc cho Tê An Ha. Cô cũng không để ý mà nhắm mắt tận hưởng điều này. Nô tỳ bỗng rút dây ra xiết cổ Tê An Ha. Tê An Ha ngửa cổ ra sau dùng chân đạp mạnh vào bàn và thoát ra được. Cô cầm đoạn đao mới trên bàn, hai bên bắt đầu đánh nhau. Nô tỳ đó được rèn luyện nhiều năm trở thành một sát thủ nhưng Tê An Ha cũng chả kém cạnh gì khi cũng là một gián điệp. Dựa vào level cao hơn đối thủ mà hạ sát được đối phương. Tê An Ha nhìn thấy sau lưng sát thủ có hình xăm của tộc Asa thì biết là Tagon nhất định cũng gặp chuyện rồi. Còn mình thì cầm kiếm đi cứu Tagon. Lúc này Tagon đã hóa điên một mình đồ sát cả đội quân của Asa John. Sau đó giao chiến với bốn tên thích khách, thương thế càng nặng thêm. Tê An Ha một mình cưỡi ngựa như bay đến cứu Tagon thì gặp một tốt quân phía trước. Bọn chúng lao vào tấn công Tê An Ha, không may con ngựa bị chém cô ngã ra đất. Mặc dù bị thương, nhưng cô lại rất hưng phấn vì đã lâu chưa đánh nhau như thế này. Cô nói một câu, ta sẽ giết hết các ngươi. Sau đó rút đao chiến đấu với đám lính. Tagon lúc này cũng đang điên cuồng chém giết, anh ta giết hết tất cả kẻ ngáng đường mình. Tê An Ha giết hết đám lính, toàn thân đầy máu đi tìm Tagon. Vừa may cũng gặp Tagon đang toàn thân dính máu đi ra. Có một chi kỷ có thể cùng kham cộng khổ như vậy thật là hiếm có. Tagon đã kể hết mọi chuyện tối nay cho Tê An Ha biết, đội quân của Tagon cũng đã đến. Tagon nói hay đi đến thần điện, tới lúc ta đại khai sát giới rồi. Anh ta không còn muốn trở thành người mà dân chúng yêu mến nữa. Đám người Mu Quang đang ngồi uống rượu thì có một tên tiểu nhị bưng một chum to đến. Mu Quang nói bọn họ không hề gọi. Tiểu nhị nói đích thân ông chủ tặng cho họ. Giang Pong nghe thấy không ổn, bắt đầu nghi ngờ hỏi tiểu nhị đủ thứ. Di Ho Ta cũng không muốn gây chuyện liền bảo Giang Pong bắt tay làm hòa. Sau khi nhìn thấy tay Giang Pong bỗng biến sắc, tiểu nhị bỗng ngập ngừng lấp liếm muốn rút tay đi. Di Ho Ta cầm chum rượu ném vào tường, tiểu nhị liền đấm Giang Pong, cầm loan đao cắt ngang cổ Di Ho Ta. Chỉ còn lại Mu Quang, nhưng anh ta không phải đối thủ của hắn. Nhìn thấy Mu Quang sắp bị đâm thì Di Ho Ta đứng lên vật ngã hắn ra. Sau đó Mu Quang và Giang Pong lao đến đâm hắn. Giang Pong cõng Di Ho Ta đến chỗ Hajim cầu cứu. Còn Mu Quang quay về căn cứ ra lệnh cho cả đám xuất phát. Họ dưới sự lãnh đạo của Tagon bao vây thần điện trên Bạch Đỉnh Sơn. Tagon dẫn đầu đẩy cửa bước vào. Hôm nay anh muốn thần điện máu chảy thành sông. Không ngờ ở phía sau cũng có một tốp địch quân xông vào. Họ đang bị kẹp ở giữa. Nhưng sau lưng quân địch lại có một tốp quân Deccan xông vào. Nhìn kỹ lại đó là Di Ho Ta. Mọi người đều vui mừng vì anh ta còn sống.
Jihota cười lớn nói, Hajime bảo do lớp mỡ quá dày nên vết thương không quá sâu vẫn giữ được mạng. Họ trực tiếp tiến vào trung tâm thần điện. Asajon cũng bị Mong Tê bắt về, may mà ông ta đã bị anh cột chặt miệng lại. Nếu không thân phận Igutu của Tagon có thể sẽ không thể giữ kín được. Tagon không hề do dự một kiếm chém chết Asajon. Asamoti thuộc hạ trung thành của Asajon cũng bị bắt đến. Cô ta dùng rắn độc cắn vào tay Tagon. Tagon bị trúng độc bất tỉnh. Buổi tối Mu Wang xông vào nhà bảo Hajime mang dụng cụ nhanh chóng đi theo hắn. Hajime đến khám, hóa ra là Tagon đã trúng độc, ông cẩn thận bôi thuốc. Với trình độ y thuật của ông ta thì chữa trị cho Tagon là không có vấn đề gì. Nhưng ông ta sau khi bắt mạch cho Tagon thì phát hiện Tagon không phải là người, mà cũng giống như Nun Bayern, là người của tộc Nenthan. Ông giả vờ như không biết gì, để lại thuốc rồi vội vã rời đi. Nhưng ông vừa mới đi ra thì Tê An Ha liền hạ lệnh cho Mu Wang đi theo dõi Hajime. Nếu như phát hiện Hajime có hành vi khả nghi nào thì giết hết cả nhà ông ấy. Hajime sau khi về nhà liền bảo vợ và con gái dọn dẹp hành lý lập tức rời khỏi đây. Vợ và con gái cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn làm theo. Mu Wang dẫn người theo dõi nhìn thấy Hajime có hành động bất thường. Nửa đêm vác đồ đạc rời đi, họ đi vào ngôi nhà trong rừng để đón Nun Bayern cùng rời khỏi A Thờ Đồ. Nhưng vừa ra cửa đã bị đám binh lính chặn đường lại. Hajime giả vờ không biết chuyện gì hỏi Mu Wang có chuyện gì thế. Mu Wang nói ta không biết có chuyện gì nhưng ta được lệnh phải giết cả nhà ông. Mu Wang rút kiếm ra bảo họ xếp thành một hàng như vậy sẽ cảm thấy đỡ đau hơn. Nhưng Hajime sao có thể nghe lời Mu Wang được, ông dẫn cả nhà chạy ngược vào trong rừng. Đám binh lính ở phía sau đuổi theo, Mu Wang rút cung bắn một tên vào vợ Hajime. Hai cô con gái cũng quay đầu trở lại quỳ bên người mẹ mà khóc thảm thiết. Không thể tin rằng mẹ của mình đã qua đời như vậy. Hajime thấy vậy quỳ xuống xin tha cho hai đứa con gái. Nhưng Mu Wang không hề thương xót vẫn vung kiếm lên chém chết Hajime. Chê Ưn sợ hãi, hét lớn nói, nhà mình đã làm gì sai. Chê Ưn bị hai tên lính kéo qua một bên chuẩn bị chém. Giang Pong đột nhiên hét lớn bảo mọi người lùi lại. Con người của Nun Bayern chuyển màu xanh, huyết mạch Neanthan trong cô lại trỗi dậy. Cô tay không cầm lấy mũi kiếm của tên lính, giật lại rồi chém một nhát Giang Pong sợ đính người. Neanthan bình thường có thể một địch 100, huống chi là một Neanthan luyện kiếm từ nhỏ chỉ đối đầu với vài tên lính quen. Mu Wang sợ hãi bỏ chạy, Nun Bayern bước vài bước đã đuổi kịp, cô vật ngã Mu Wang rồi móc tim anh ta. Cuối cùng thì lời nguyền rủa của Tanya cũng đã linh ứng. Lúc đầu Mu Wang không bận tâm đến lời nguyền của Tanya, nhưng Tanya lại trở thành thượng tế của A Thờ Đồ, khiến Mu Wang sợ hãi bất an, lúc nào cũng cảnh giác với đêm trăng lưỡi liềm. Hôm nay cũng là ngày trăng lưỡi liềm, Mu Wang ra tay đổ sát cha mẹ Nun Bayern và cô đã giết hắn đúng như lời nguyền trước đó. Cuối cùng chỉ còn lại Giang Pong sợ hãi đến ngất đi. Ngày hôm sau anh ta trở về thành thì gặp được lính cấm vệ quân đang đi tuần. Nhưng chưa kịp nói tin tức động trời là người Neanthan xuất hiện thì đã lại ngất đi lần nữa. Các binh lính từ trong rừng tìm được xác Mu Wang đã mất đi trái tim. Tối qua chính là đêm trăng lưỡi liềm, lời nguyền của Tanya đã thành sự thật. Mu Bích, anh trai của Mu Wang nghe tin trở về, anh không nói tiếng nào nhìn thi thể em trai. Mu Wang cũng không phải người tàn ác, chỉ là nhận lệnh mà tuân theo. Mu Bích không né được đau thương ôm lấy em trai. Mu Bích đến thần điện hỏi Tanya xem có biết Mu Wang không. Cô nói, anh ta đã giết nhiều người tộc tôi như thế sao mà tôi không biết được. Mu Bích nói đêm qua là đêm trăng lưỡi liềm Mu Wang đã bị móc mất tim. Tanya cũng vô cùng kinh ngạc, cô lúc đó cũng chỉ là nói bừa thôi, dùng lời nguyền hù dọa Mu Wang không ngờ lại thành sự thật. Mu Bích quỳ xuống xin Tanya thu lại lời nguồn, dù sao em trai hắn cũng là một kẻ đáng thương. Tanya đồng ý và sẽ đích thân cử hành lễ an táng cho Mu Wang. Còn hai chị em Chê Ưn đang trốn trong hang núi. Chê Ưn vừa giã thuốc vừa nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Mu Wang giết cha mẹ khẳng định là do Tagon ra lệnh. Chờ em gái bình phục thì cô sẽ đi báo thù. Tagon lúc này vừa bình phục đã triệu tập các tộc trưởng đến, nói rõ lý do cho binh lính bắt bớ những gia đình bộ tộc có người làm phản. Các tộc trưởng đứng ra yêu cầu Tagon giải thích vì sao lại bắt bớ người vô tội. Tagon giơ tay phải lên, Mong Tê phía dưới hiểu ý liền ra tay đánh cho các tộc trưởng đến khi im bặt thì thôi. Tagon đứng dậy, anh ta đã cố để trở thành một người như hiện tại, nhưng cuối cùng vẫn trở thành như thế này, nhưng cuối cùng vẫn phải dùng bạo lực để giải quyết. Tagon sai binh lính bắt hết người ở các bộ tộc làm phản, trong đó có không ít người vô tội còn có con cái của họ. Có một thương nhân đứng ra phản đối, đứa bé còn nhỏ như thế thì sao có thể làm phản được chứ. Những người thuộc các bộ tộc làm phản bị trói đến quảng trường, họ đợi đến ngày mai sẽ bị Tanya phán quyết. Tanya vốn lương thiện, cô muốn thả hết tất cả bọn họ ra, nhưng cô chỉ có cái danh chứ không có quyền. Tê An Ha uy hiếp cô, bảo cô ra lệnh chặt đứt tay chân của các tội nhân, nếu không sẽ giết hết người Wahan. Tanya vô cùng tức giận, cô hận mình không có quyền chỉ có thể làm công cụ của kẻ khác. Saja nói cô nếu muốn chống lại Tagon thì bắt buộc phải nắm lấy lòng dân, đó mới chính là sức mạnh thực sự. Thời gian phán quyết đã đến, các tội nhân đang quỳ ở quảng trường. Tanya nói tất cả các tội nhân đều sẽ bị chém đầu. Tagon giật nảy cả mình, rõ ràng chỉ cô yêu cầu chém đầu những người có liên quan, còn thân thiết sẽ bị chặt chân. Các tội nhân đều gào khóc, dân chúng ở đó cũng cảm thấy quá độc ác, nhưng Tanya lại nói tiếp. Nhưng tối qua ta đã cầu xin thần linh và thần linh đã đồng ý là chỉ giết những kẻ có liên quan, còn thân thích gia đình thì chặt chân là được. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, các tội nhân lần lượt cúi đầu tạ ơn. Họ cho rằng Tanya đã giúp họ giữ lại được tính mạng.
dân chúng còn hét lớn lên nói cô là người khoan dung đại lượng Tania và Tế. Uy quyền của Tania trong dân còn cao hơn Targon. Tuy cô không địch lại quân đội của Targon nhưng có được lòng dân thì cô có thể khiến cho Targon phải dè chừng mình. Sau buổi phán xét kết thúc, Targon đến chất vấn Tania. Cô nói mình đã làm theo lời mà họ muốn rồi chém đầu những người có liên quan, chặt chân gia đình của họ. Ánh mắt Targon lộ ra sắc khí, từ từ đi lại phía cô. Nhưng Saja, con trai nuôi của Targon, lo sợ nên tiến lại đứng bên cạnh Tania. Targon ngồi trên ghế được quân lính khiêng đi trên phố, dân chúng lần lượt quỳ xuống cúi lạy. Trên đường đi bỗng có một người phụ nữ đi ra chặn đường Targon. Jihota cầm búa nhảy xuống ngựa chuẩn bị trừng phạt người phụ nữ này. Thì Targon ra hiệu bảo anh ta dừng lại, anh muốn nghe xem cô ta muốn nói gì. Cô ta là pháp sư của tổ tộc Bato, Gompa mà lúc trước Targon đã hạ lệnh chém đầu cả bộ tộc cô ta nhân danh thần săn bắn của tộc Bato, nguyền rùa Targon sẽ mù mắt điếc tai và sẽ chết thảm. Sẽ bị cắt lưỡi không nói được tiếng nào mà chết. Targon lại nói ta cũng là thần được mọi người công nhận. Thần của tộc các ngươi không thể nào nguyền rùa được vị thần sống là ta được. Gompa vẫn tiếp tục nguyền rùa Targon, sau đó rút dao găm trước mặt mọi người tự đâm vào ngực mình. Cho đến chút hơi thở cuối cùng, cô ta đều nhìn chằm chằm vào Targon. Sau khi trở về cung điện của mình, Targon vì vết thương cũ chưa lành nên suýt bị té ngã. Anh cố gượng đi đến đại điện nhưng cứ cảm thấy choáng váng, mắt nhìn không rõ. Saja khuyên cha về nghỉ ngơi nhưng Targon lại cố chịu đựng. Saja nghĩ có lẽ nào lời nguyền rùa của Gompa đã ứng nghiệm. Sau đó tiếng la hét của mọi người vang lên, Saja chạy đến xem thì thấy Targon đã ngất đi. Mọi người nghe tin này đều cho rằng lời nguyền rủa đã ứng nghiệm, dân chúng đang quỳ trước tượng săn bắn cầu xin thần tha cho Targon. Đây chính là vị thần săn bắn của bộ tộc Bato. Targon nghe được chuyện này liền lết tấm thân đang bị thương đi đến trước tượng thần. Dân chúng nghĩ rằng thủ lĩnh cuối cùng cũng đến cầu xin rồi. Nhưng khiến mọi người bất ngờ là Targon bực tức rút kiếm chém vào bức tượng. Bức tượng to lớn được dựng hơn 200 năm sau vài nhát chém đã đổ gục. Targon nói nếu muốn giết ta thì cứ việc, xem ai mới là thần. Dân chúng sợ hãi quỳ dưới đất không dám nhìn thẳng Targon. Tiếp theo đó, Targon hạ lệnh cho đội quân của mình đốt hết cái thần điện thờ thần săn bắn và đốt núi Nan Đan linh thiêng của thần. Targon trở về cung điện, thương tích ngày càng nghiêm trọng nhưng không thể nào tìm đại phu. Vì anh là một Igutu, nếu có người phát hiện thì sẽ không ổn, nên chỉ có thể để cho Saja, một người không có kinh nghiệm gì về y thuật, dựa vào ghi chép của sách y mà chữa trị. Saja lúc đầu còn lo sợ không dám thử nhưng vì Targon thuyết phục nên cũng đã làm theo. Vì cậu cũng hiểu nếu để cho một người khác chữa trị thì thân phận Igutu của Targon sẽ bị bại lộ. Saja dùng dao lấy hết những mảnh thịt thối trong vết thương ra trước rồi mới có thể rắc thuốc vào. Targon nhét vải vào miệng để cố không phát ra tiếng lớn, nhưng vừa mới giải thuốc tiêu độc thì Targon đau đớn ngất đi. Saja nung đỏ mảnh sắt để đốt vết thương nhưng Targon cũng không phản ứng. Saja lo sợ nên đưa tay lên mũi cha xem sao, vẫn còn hơi thở. Ngày hôm sau, Targon tỉnh dậy nhìn thấy Saja đang ngủ bên cạnh giường mình, anh bước xuống đắp chăn cho con trai. Phản ứng đầu tiên khi Saja tỉnh dậy là kiểm tra xem cha có bị sốt không. Targon rất cảm động, hứa với con trai rằng sau này sẽ nhường ngôi lại cho Saja, cho dù anh chỉ là một đứa con nuôi. Sáng sớm, Mihon như thường ngày đẩy một chiếc xe đẩy đến, phía trên bị phủ vải kín, ông ta đẩy vào trong lò rèn đồng. Ông vừa bước vào, các người thợ vội vàng quay mặt đi. Nguyên liệu để trên chiếc xe đẩy là bí kết luyện ra đồng, bí quyết này chỉ có tộc trưởng tộc HAE mới biết được. Quân đội Atherdo nhờ những vũ khí sắc bén làm từ đồng mới trở nên hùng mạnh như bây giờ. Bỗng Mihon được Targon gọi đến diện kiến ông, đi đến đại diện, ông ta biết lần này lành ít dữ nhiều. Quả nhiên lính dẫn ông ta vào một phòng giam, bên trong treo đầy có dụng cụ tra khảo. Saja nói một cách khách sáo cũng chỉ muốn hỏi bí kíp luyện đồng, hy vọng ông phối hợp. Con gái Mihon chính là Tê Anha, cô tìm Targon chất vấn có phải anh ra lệnh bắt cha mình. Cô muốn như trước đây nổi giận với Targon nhưng lần này Targon không hề nể mặt. Anh nói kỹ thuật quan trọng như thế không thể chỉ để một người biết, lỡ như ông ta xảy ra chuyện gì thì sẽ không luyện ra được kiếm nữa. Targon thừa nhận là mình đang tra khảo cha cô, Tê Anha cũng hiểu cho anh. Cô vốn có mối quan hệ không tốt với cha mình, Tê Anha nói tra khảo thông thường thì ông ta sẽ không nói ra, chỉ có dùng ma dược bí truyền tộc HAE thì mới ép lão nói ra. Mihon lúc này trong nhà lao toàn thân máu me, ông thà chết còn hơn phải tiết lộ bí quyết. Saja quay đầu lại thấy Tê Anha đến liền tránh sang một bên. Nhìn cha bị tra khảo như vậy, cô ta cũng không có chút động lòng. Cô ta còn chỉ trích Saja không biết tra khảo tội nhân. Mihon mắng chửi con gái là kẻ điên, sớm biết như thế thì không nên sinh ra cô. Tê Anha bảo tất cả ra ngoài. Trong phòng chỉ còn hai cha con, cô cũng không còn diễn nữa, cô nước mắt lưng tròng đi về phía cha. Cô hỏi ông ta chuyện đã đến nước này, nếu cha là con thì cha sẽ làm gì. Mihon nói con gái nên giết mình trước khi ông mở miệng khai ra, như vậy mới có thể bảo vệ được bộ tộc HAE. Ông nói cô nên mang thuốc độc đến để khử ông thì tốt hơn. Tê Anha mắt đỏ hoe, cô mở nắp lọ thuốc ra đưa đến mũi cho cha mình ngửi. Mihon ngửi xong phê pha thì mỉm cười, ông biết đó chính là thuốc độc. Tê Anha chỉ biết nói xin lỗi cha, vì những lời ông nói đều là sự thật. Cô nói sẽ báo thù cho cha mình. Mihon cảm thấy an lòng, ông đem bí kíp luyện đồng nói cho con gái biết. Saja ở bên ngoài không nghe được gì, Targon bỗng nhiên đi đến. Anh nghe được chỉ có hai cha con ở bên trong thì cảm thấy bất an. Anh đẩy cửa vào thì Mihon đã hộc máu mồm mà hẹo. Tê Anha đứng lên đâm nô tỳ ở bên cạnh mình. Mọi người đều sững sờ, Tê Anha nói bí kíp luyện đồng bây giờ chỉ còn mỗi mình cô biết. Và người nô tỳ đó là người duy nhất chế ra được ma được,
Tagon cũng không có cách nào khiến cô nói thật ra được. Tagon vô cùng tức giận nói, nàng tưởng rằng ta sẽ không dám tra khảo nàng như cha nàng ư? Tê An Ha cười lớn lên rồi đến ôm Tagon và nói, ta đã mang cốt nhục của chàng rồi, trong bụng ta đang có một Aramun vị thần tương lai đang dần lớn lên. Đứa bé nô lệ này đang làm việc thì ngủ gật, tên chủ quản dùng roi đánh lên người cô bé một cách tàn bạo rồi bắt cô bé tiếp tục làm việc. Bên ngoài xưởng Tania đi vào, tên chủ quản nhìn lên thấy Tania thì vội vàng đến hành lễ. Tania nhìn thấy ở trong xưởng có hơn mấy chục trẻ nhỏ đang ngồi làm việc chân còn phải mang gông. Cô bảo Giang cha lấy ra một bao giày cho đám trẻ mang vào. Thuộc hạ hỏi vì sao ngài lại cho bọn nô lệ này mang giày. Tên chủ quản cũng nói đám nô lệ này vốn không được đi đâu. Cho chúng mang giày cũng vô ích, nhưng Tania lại nói sau này cũng không được cho chúng mang gông còn cho chúng ăn ngày ba bữa. Tania cầm một đôi giày bảo tên chủ quản cởi còng chân cho một cô bé rồi đích thân cô mang giày vào cho nó. Đôi chân nhỏ mang đầy thương tích khiến người khác nhìn mà đau lòng. Đứa bé nô lệ vốn không dám nói cuối cùng đã mở miệng nói cảm ơn. Tania nói có gì mà phải cảm ơn chứ, cô bé nô lệ ngập ngừng nói, ngài đã cho chúng con hy vọng. Cô bé nô lệ nhìn thấy có người quan tâm đến mình như vậy đều khóc lên gọi mẹ. Tania cảm thấy có lỗi với đám trẻ vì không có cách nào cứu chúng ra. Tối hôm đó cô theo lời hứa đến phát cháo cho chúng, đám trẻ nô lệ cuối cùng đã được ăn no. Một cô bé nô lệ đến xin thêm một bát, Tania hỏi cô bé vì sao lại trở thành nô lệ. Cô bé đó hỏi Tania là cô bé đến chết đều làm nô lệ sao. Cô bé nói trước cha mẹ làm nhà công, cô hỏi liệu mình có thể làm công việc khác được không. Tania lặng người, cô đứng lên lại gần cô bé đó. Tania dịu dàng nói với cô bé cháu muốn làm việc gì cũng được, cháu đều có thể tự quyết định. Tania bảo đám trẻ nhìn lên bầu trời đầy sao, trên trời có hàng trăm ngôi sao khác nhau, các cháu cũng có hàng trăm sự lựa chọn. Đám trẻ nô lệ lại bắt đầu có sự hy vọng vào tương lai. Hôm nay là ngày đăng cơ của Tagon, Tania đi trên phố, dân chúng đều tung hoa chào mừng cô. Tania đứng trên đài cao truyền đạt thánh ý của thần linh và mang vương miện lên đầu Tagon. Các bộ tộc đều xóa bỏ, trở thành một quốc gia. Tania đặt cho dân chúng một cái tên mới, đó là Bách Tính. Tagon giơ tay tỏ ý bảo dân chúng im lặng, sau đó truyền đạt thánh chỉ đầu tiên của mình là chinh phục các bộ tộc khác. Tagon sẽ chinh phục các bộ tộc ở phía đông. Còn Unseo lúc này cũng đã thống nhất bộ tộc Ago, chuẩn bị tiến về Atherdo. Một cuộc chiến lớn sắp sửa bắt đầu, liệu ai sẽ giành chiến thắng? Mùa 1 của bộ phim đến đây là kết thúc, chúng ta hãy đón chờ xem mùa 2 sẽ diễn biến ra sao nhé. Các bạn nhớ like, share và đăng ký cho kênh giúp chúng mình có động lực ra nhiều video hay hơn.